một môn bị coi là trác rưởi công pháp, một cái bị đồng môn coi là phế nhân tu luyện cùng nhân, tại đạt được một quả âm dương ngọc bội về sau, hết thảy đem hoàn toàn thay đổi. Gấp 10 lần tốc độ tu luyện, lệnh cổ phi lần nữa đột phá võ đạo cực hạn, trăm ngàn năm qua đã bị người nhận định thiết luật, bị cổ phi nhất nhất đánh vỡ. Cổ phi không tin kỳ tích, hắn tin tưởng chỉ có máu cùng mồ hôi, tại cái này võ đạo đã xuống dốc, chân chính võ đạo áo nghĩa đã thất truyền đằng long đại lục tu luyện giới lại nhìn cổ phi như thế nào lấy võ nghịch thiên, chân đạp đạo thuật thần thông, quyền đánh yêu ma quỷ quái, ông ấp hồng nhan tuyệt sắc, thành tựu bất diệt võ tôn. Chương 1 Rác rưỡi công pháp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hãy nhớ tên miền Ngôi nhà vàng bất diệt võ tôn chương thứ nhất rác rưỡi công pháp Thái Huyền Môn, sau núi, một chỗ thanh u, cây xanh rập bóng, trăm hoa đua nở, chim kêu côn trùng kêu. Bên cạnh một con đường đá vụn nhỏ, có một khối đá lớn cao hơn một người, trên tảng đá lớn, một thiếu niên mặc trường sa màu trắng đang khoanh chân tu luyện. Văn, lầm lẫn, giả dối, giả dối. Thiếu niên tên là Cổ Phi, là Thái Huyền Môn thế hệ trẻ đệ tử. Thái Huyền Môn là đằng long đại lục bên trên, một trong ba đại đạo môn, có lịch sử lâu đời, là một môn phái cổ xưa. Cổ Phi là một cô nhi, 8 tuổi thời điểm, sư phụ của hắn vạn tiên thành xuất sơn du lịch thời điểm, đem hắn mang về Thái Huyền Môn, thu làm nhập thất đệ tử. Mặc dù đang ở đạo môn, nhưng mà cổ phi tu luyện cũng không phải đạo Pháp, mà là một môn gọi là thượng cổ luyện thể thuật, Pháp Quyết. Luyện thể thuật, tên như ý nghĩa, chính là một môn lấy thân thể tự thân làm căn bản, nghịch thiên tu thân một môn Pháp Quyết. Trong Pháp Quyết miêu tả vũ kỹ thần thông đủ để thân thể thành thánh, chiến kỹ thượng cổ càng có thể tru tiên sát thần nhưng là môn này thượng cổ bí kỷ một khi tu luyện lên lại thiên nan vạn khó mặc dù tu luyện không thành cũng không thể lại chuyển tu cái khác công pháp cổ phi nhắm mắt ngồi xếp bằng trên nham thạch vận chuyển pháp quyết luyện thể thượng cổ thu nạp linh khí thiên địa bốn phương tám hướng vào đan điền tích tụ lại khi linh khí trong đan điền áp suất tích tụ đến trình độ nhất định liền dẫn dắt linh khí trong đan điền trùng kích kinh mạch trên người từng đợt linh khí hội tụ mà đến vô luận là thảo mộc tinh hoa chung quanh hay là nhật tinh nguyệt hoa tự do ở trong hư không cổ phi là ai đến cũng không cự tuyệt hãy nạp bách xuyên hấp thu vào trong đan điền mơ hồ có thể thấy được từng đạo lưu quan nhỏ như tóc đen lượn lờ quanh người hắn văn lầm lẫn giả dối giả dối tụ khí trùng kích tụ khí trùng kích lúc mạnh lúc yếu linh khí dao động từ xưa bay trong cơ thể khuếch tán mà ra tuần hoàng lặp đi lặp lại trong lúc đó từng cổ bảy màu linh nguyên từ xưa bay đang điền bên trong giống như sông vỡ đê trùng kích vào trong cơ thể hắn cái kia còn không có đã thông kinh mạch. Mỗi một lần trùng kích, đều giống như có một thanh ngàn cân cự chù y tại cổ phi trong cơ thể liều mạng oanh kích, mỗi một lần trùng kích, trên mặt của hắn đều lộ ra một tia thống khổ. Linh khí cường đại cọ rửa trong kinh mạch, mang đến thống khổ như xé rách, linh khí thiên địa bộc phát trong đan điền, cực kỳ dữ dội, khiến trong kinh mạch của hắn có vô số tiểu đao sắc bén đang cắt hắn cắn chặt răng, mồ hôi đầm đìa, tóc từng nắm từng nắm bị mồ hôi dính ở trên mặt, trên người áo trắng, đã bị mồ hôi ướt đẫm, dán ở trên người. Hắn đang trải qua cánh cửa thứ hai trong thượng cổ luyện thể thuật. Thông mạch Thông mạch, chính là hội tụ linh khí trong thiên địa, ngừng kết ở đan điền, mà về sau trùng kích khiếu huyệt trên kinh mạch, khiến kinh mạch thông suốt, như vậy, linh khí thiên địa mới có thể dọc theo kinh mạch toàn thân, đạt tới mỗi một tất cơ bắp, mỗi một khối xương cốt từ đó đạt tới mục đích rèn luyện gân cốt huyết nhục, để thân thể thăng hoa lột xác. Thượng cổ luyện thể thuật, chính là nghịch thiên tu thân một môn pháp quyết, không có bàn thạch như ý chí, không ngừng khổ tu, căn bản ngay cả đạo thứ nhất tụ khí ngưỡng cửa đều bước không qua. Đằng Long đại lục hệ thống tu luyện vô số, nhưng thiên hạ tu giả dạ cảnh giới, có thể phân chia thành năm đại cảnh giới. Tỉnh ta, thoát phàm, ngự hư, bán thần, nhập thánh, mỗi một cảnh giới lại chia làm cửu trọng thiên, tám hợp cửu ngũ chí tôn chi ý thượng cổ luyện thể thuật tại tỉnh ngã chi cảnh có bốn tầng cửa ải nhập môn bước đầu tiên chính là tụ khí chỉ có nắm giữ tụ khí năng lực cổ phi mới có thể tiến hành bước tiếp theo thông mạch tu luyện sau khi thông mạch chính là dịch cân sau khi dịch cân đại thành liền tiến vào tu luyện rèn cốt ngay rèn cốt đại thành chính là lúc thân thể lột xác lột xác thành công cổ phi liền có thể phá tan gông cùng xiềng xích tu luyện tu vi tấn thăng đến cảnh giới thoát phàm hội tụ linh khí còn chưa đủ mạnh a à, lần lượt thất bại mang đến chính là giống như lăng trì đồng dạng khủng bố thống khổ cổ phi khóe miệng đều cắn rách chảy ra vết máu nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì thân thể 12 đứng đắn ta mới đã thông hai cái kinh mạch 12 đứng đắn bên ngoài còn có kỳ kinh tám mạch ta khi nào mới có thể đã thông toàn thân kinh mạch tiến vào đến dịch cân giai đoạn tu luyện thượng cổ luyện thể thuật tu luyện gian nan thực sự khủng bố phần lớn tu luyện qua môn này tên rất ngưu xoa, nhưng là tu luyện tiến cảnh lại công pháp cực kỳ chậm, tự hồ chỉ có một kết cục, đó chính là, còn không có đem thượng cổ luyện thể thuật tu luyện thành công, những người này cũng đã sống thọ và chết tại nhà. Mặt trời lên cao ba sao, mắt thấy thời gian sớm tu sẽ qua đi, cổ phi khô tọa một buổi sáng, từ hai năm trước, hắn đã thông điều kinh mạch thứ hai về sau, liền lại không tiến thêm một bước. Tu luyện bình bích, giống như là một đạo không thể vượt qua khoảng cách, kéo dài ở trước mặt của hắn. Cổ phi có chút thất vọng, nhưng cũng không nổi giận. Tính cách của hắn có điểm giống sư phụ của hắn vạn tiên thành, đều cuộc cường như trâu, là loại người trăm phần trăm không quay đầu lại. Cổ phi ngẩng đầu nhìn sắc trời, thời gian còn đủ hắn lại trùng kích khiếu huyệt một lần nữa, vì thế, hắn cắn răng một cái, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết, ánh mắt kiên định vô cùng. Pháp quyết vận chuyển, thiên địa linh khí quanh thân hắn còn chưa tản đi lại hội tụ mà đến trong đan điền một đoàn linh khí chậm rãi xoay tròn thu nạp linh khí bốn phương tám hướng hội tụ mà đến một cổ không yếu nguyên khí ba đồng từ trong cơ thể hắn lộ ra các loại tinh mang tại hắn đan điền bên trong hiện ra đó là cao độ áp suất thiên địa linh năng hơn nữa là không có trải qua bất luận cái gì chuyển hóa thiên địa lực lượng thiên địa linh khí rất nhanh tại cổ phi đan điền hội tụ thẳng đến cổ phi cảm giác được đang điền truyền ra một cổ trướng đau cảm giác về sau, hắn mới mãnh liệt nhẫn tâm, liều mạng đem đang điền bên trong kia cổ cao độ nén linh năng, hướng về 12 đứng đắng điều thứ ba kinh mạch vọt tới. Linh năng cường đại bạo liệt, ở trong kinh mạch cổ phi kịch liệt bắt đầu khởi động, giống như là một dòng suối nhỏ, đột nhiên tràn vào một cổ hồng thủy ngập trời, nơi linh năng đi qua, kinh mạch cấp tốc bành trướng, thiếu chút nữa bị dòng nước lũ kia chống đỡ nổ tung. Quanh bên tai cổ phi phản phất vang lên một tiếng nổ, từ đan điện mãnh liệt mà ra cổ nước lũ kia, hung hăng trùng kích ở trên bình bích kinh mạch. Thân thể cổ phi chấn động kịch liệt, bỗng nhiên há miệng phun ra một cổ máu tươi, thân hình nhoáng lên, đúng là từ trên tảng đá kia, một đầu tải xuống. Dưới tảng đá lớn, trong bụi cỏ, cổ phi ngửa mặt lên trời nằm xuống đất, khóe miệng của hắn, một đạo đỏ tươi, càng bắt mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, ném qua khe hở lá cây, thấy được từng đợt mây khói nhàn nhã phiêu động trên trời thỉnh thoảng có mấy con linh cầm bay lướt qua trên trời trong mắt hắn không có nhục chí không có uể oải chỉ có ánh mắt kiên định có chút đáng sợ kia chậm rãi từ trên mặt đất bò lên lau đi vết máu khóe miệng nhìn về phía núi phía trước trên đường núi phía sau đã có bóng dáng lác đác đi về phía núi phía trước đó là đệ tử thái huyền môn giống như hắn đã sớm đi tới hậu sơn tu luyện thái huyền sơn cao vút trong mây, đỉnh núi mây mù lượng lờ, tọa tọa điện vũ, ở trên núi như ẩn như hiện, địa thế hùng vĩ, là một chỗ linh sơn thánh địa hiếm có trên đại lục. Cao giai người tu đạo, đều ở trên núi tu luyện, mà giống cổ phi như vậy nhập môn không đến 10 năm, tu vi lại thấp đệ tử trẻ tuổi, chỉ có thể ở chân núi tu luyện. Cổ phi nội thì thoáng một phát trong cơ thể tình huống, hắn phát hiện, điều thứ ba kinh mạch bình bích, chỉ là có chút buông lỏng, cách phá tan bình bích còn xa lắm đây tám năm thường cổ luyện thể thuật mới tu luyện tới thông mạch cảnh giới bất quá mới tỉnh ta tam trọng thiên tu vi ai cổ phi tự giễu cười khổ một tiếng cái khác chi mạch đệ tử liền ngay cả kia tu vi thấp nhất vương nguyên trí đều có tỉnh ta chi cảnh ngũ trọng thiên tu vi a à. nghĩ đến cái kia thường xuyên tìm hắn phiền toái vương nguyên trí cổ phi trên mặt liền hiện ra vẻ chán ghét đệ tử chi mạch khác tu luyện chính là đạo pháp tiến triển thần tốc nhưng là hắn tu luyện pháp quyết tiến triển lại chậm như ốc sên. Tu luyện giới, chỉ tôn trọng cường giả, tu vi đấy, chỉ có trở thành bị khi dễ đối tượng. Cổ phi sửa sang lại quần áo một chút, sau đó dọc theo đường núi, vòng về phía trước núi. Hai bên đường núi thanh u, nở rộ từng đóa hoa tươi không biết tên. Mùi có xanh nhàn nhạt cùng hương hoa như có như không, thỉnh thoảng bay vào trong mũi cổ phi. Vừa rồi trùng kích kinh mạch bình bích thất bại, cổ phi thân thể, bị trùng kích không nhỏ, bị thương là tất nhiên. Nhưng là, hắn căn bản không đem bị thương coi như một chuyện, bởi vì tu luyện thượng cổ luyện thể thuật về sau, bản lĩnh khác không có, thân thể tự lành năng lực nhưng là kinh người. Cổ phi đi tới tiền sơn, gặp được đệ tử liền nhiều lên, lại không một người cùng hắn chào hỏi, phản phất đối với hắn làm như không thấy, nếu không chính là dùng khinh bị ánh mắt quét hắn một cái liền rời đi. Cổ phi mặt không chút thay đổi, vẻ mặt lạnh nhạt, đối mặt với ánh mắt khinh miệt của một số đồng môn, hắn lạnh nhạt. "Ôi, đây không phải chúng ta tu luyện thiên tại cổ phi sao? À không, hẳn là tu luyện phế vật mới đúng, ha ha." Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một tiếng cười to tùy ý. Trên con đường nhỏ phía trước, trước mặt đi tới ba thiếu niên đồng dạng mặc áo dài màu trắng bên hông thắt đai lưng màu trắng. Người cầm đầu cười ha ha, mà hai thiếu niên phía sau hắn cũng thấp giọng cười bồi. Nhìn thấy ba thiếu niên này trong mắt cổ phi hiện lên một tia chán ghét thần sắc sau đó không để ý tới ba thiếu niên này trực tiếp chuyển lên bên cạnh một con đường nhỏ bên trên con đường nhỏ này thông tới một mảnh rừng tùng này phế vật sư đệ đi đâu nhanh sao làm gì ba thiếu niên kia cũng vui cười theo đuôi cổ phi chuyển lên con đường nhỏ kia trên đường nhỏ còn có bảy tám cái khác thiếu niên đệ tử bất quá những đệ tử này vừa nhìn thấy này ba cái cười nhạo cổ phi thiếu niên lúc dưới chân bước chân cũng là không khỏi nhanh hơn một chút muốn bức khai này ba thiếu niên bộ dáng ngươi nói ai là phế vật cổ phi đột nhiên dừng bước xoay người hướng cái kia ba thiếu niên quát hắn trống lên nhưng là đem phụ cận khác đồng môn ánh mắt đều hấp dẫn tới như thế nào nói ngươi là phế vật làm sao vậy không chỉ có ngươi là phế vật sư phụ ngươi cũng là phế vật hư cái gì thường cổ luyện thể thuật thân thể thành thánh bất quá chính là một quyển rác rưởi công pháp mà thôi ném tới trên mặt đất cũng không ai đi nhặt các ngươi hai thầy trò lại đem rác rưởi trở thành bảo bối thật sự là đầu bị lừa đá ngu xuẩn tới cực điểm dẫn đầu tên thiếu niên kia bị cổ phi đột nhiên trống lên ngay ra một chút nhưng lập tức liền liên châu pháo giống như chỉ vào cổ phi cái mũi nước bọt bay tứ tung mắng lên vương nguyên trí ngươi đừng quá đáng nắm đấm của cổ phi gắt gao nắm lên bởi vì quá mức dùng sức từng đốt ngón tay trên nắm đấm đều trắng bệt, lửa giận trong lòng ngực, như núi lửa đột nhiên bộc phát. Chương 02 Khiêu khích Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hãy nhớ tên miền Ngôi nhà vàng bất diệt võ tôn chương 2 Khiêu khích như thế nào, muốn đánh ta a à? ngươi dám không? Ha ha Cầm đầu thiếu niên vương nguyên trí nhìn thoáng qua nắm chặt nắm đấm cổ phi, khinh thường đi tới cổ phi trước mặt, ưỡn ngực, một bộ dáng đáng đánh dẹp lời nói khiêu khích kiêu ngạo của hắn khiến những đệ tử khác đi qua trên đường đều nhíu mày vương nguyên trí tỉnh ta cảnh giới ngũ trọng thiên tề quốc tu luyện thế gia vương gia đệ tử lúc nhập môn liền tốn rất nhiều thời gian đi kết giao đồng môn dựa vào gia tộc nội tình hắn tại thái huyền môn đê giai đệ tử bên trong liền dần dần có chút ngang ngược đệ tử thế gia phần lớn đều có một loại tệ nạn đó chính là tuổi trẻ khinh cuồng vương nguyên trí này chính là thuộc về loại đệ tử thế gia này. Cổ phi nhìn chầm chầm vương nguyên trí trước mắt, vẻ mặt giận dữ, bất quá, rất nhanh, lửa giận của hắn liền biến mất, nắm chặt nắm đấm cũng buông lỏng ra. Hắn hận không thể một quyền nện vào cái này đáng giận gia hỏa trên mặt, để hắn cả sảnh nở hoa, máu mũi chảy dài, nhưng là, cổ phi biết, hiện tại cùng vương nguyên trí giao thủ, hắn không có một tia phần thắng. Tỉnh ta ngũ trọng thiên, chống lại tỉnh ta tam trọng thiên, kết quả như thế nào, có thể tưởng tượng được, cổ phi mạnh mẽ đè xuống trong ngực lửa giận, lựa chọn nhẫn. Hắn khinh miệt liếc vương nguyên trí một cái, liền xoay người mà đi, căn bản không để ý tới vương nguyên trí sắc mặt trở nên xanh mét. Hắn. Hắn vậy mà dùng loại ánh mắt này nhìn ta, tiểu tử, người có gan. Vương nguyên trí bị cổ phi kia coi thường thoáng nhìn, triệt để đem vương nguyên trí chọc giận. Vương sư huynh, phế nhân như vậy ngươi để ý hắn làm gì, Chúng ta vẫn là nhanh lên đi Hoa Lâm các lĩnh nhiệm vụ hôm nay đi. Mỗi một môn phái đều có rất nhiều sự vụ phải xử lý, Thái Huyền Môn cũng có thể không ngoại lệ, trong môn nhập môn không đến 10 năm đệ tử là muốn lĩnh tạp vụ, chỉ có trong môn tinh anh đệ tử mới có thể ở trên núi tâm không tạp niệm tu luyện, không cần làm bất luận cái gì tạp vụ. Thái Huyền Môn, mỗi 10 năm mới mở ra sơn môn hướng thế tục giới thu lấy môn đồ, tại không có tân môn đồ nhập môn trước thái huyền môn bên trong tất cả tạp vụ chính là dưới chân núi những đệ tử này đến phụ trách về sau có cơ hội nhất định hảo hảo sửa chữa hắn không có bản lĩnh còn như vậy túng thật sự là muốn chết vương nguyên trí nhìn cổ phi biến mất ở phía trước trừng tùng trên đường nhỏ trong mắt hiện lên một tia hung ác người này cũng không phải là chim tốt là một người giai cấp tất báo cổ phi chuyển qua một chỗ núi đá phía trước tầm nhìn phía trước đột nhiên trống trải chỉ thấy cuối con đường nhỏ một tòa lầu các lịch sự tao nhã thấp thoáng ở trong rừng cây. Nơi này chính là Hoa Lâm Cát. Hoa Lâm Cát là Thái Huyền Môn một chỗ quản lý trong cửa tạp vụ chỗ ở, nó có khả năng quản lý, đương nhiên chính là mới nhập môn không đủ 10 năm cái kia một nhóm đệ tử trẻ tuổi. Khi cổ phi lai đến Hoa Lâm Cát thời điểm, Hoa Lâm Cát cửa lớn chỗ, đã có không ít bạch y thiếu niên tại vào ra vào, đi ra đệ tử trong tay không một ngoại lệ đều cầm một khối ngọc bài đi vào hoa lâm cát cổ phi ngẩng đầu liền thấy một thiếu nữ đôi mắt như thu thủy gương mặt như dương chi bạch ngọc đi tới trước mặt cái kia xinh đẹp tuyệt trần thiếu nữ cũng nhìn thấy cổ phi lập tức liền cười hướng cổ phi chào hỏi thanh âm như chim tước kêu to thanh thúy êm tai thiếu nữ này đồng dạng mặt trường sa màu trắng dáng người mảnh khảnh thon thả thoạt nhìn xinh xắn lung linh áo choàng đen mi mục như họa là một mỹ nhân cổ điển triệu sư mùi cổ phi lạnh nhạt hướng thiếu nữ kia gật gật đầu, liền đi về phía trước. Hai người đi nhầm người. Trong mũi cổ phi ngửi được một cổ như có như không, cũng là mùi cơ thể thanh nhã hợp lòng người, làm cho tâm thần người ta mê say. Thiếu nữ họ triệu đột nhiên xoay người nhìn về phía thân ảnh cô tịch phía sau, trong đôi mắt linh động lộ ra vài phần đồng tình, sau đó thiếu nữ liền xoay người đi ra khỏi hoa lâm cát. Ôi, đây không phải triệu sư mùi sao? Mơ hồ, Cổ Phi nghe được phía sau truyền đến tiếng nói khiến người ta chán ghét của Vương Nguyên Trí. Cổ Phi nhìn lướt qua đại sảnh, chỉ thấy bảy tám tên thiếu niên đệ tử đang ở trước ngọc bích phía trước, tháo súng ngọc bài to bằng bàn tay treo trên ngọc bích. Văng, lầm lẫn, giả dối. Bên cạnh ngọc bích có một cái bàn, phía sau bàn là một người trung niên mặc đạo bào màu xanh. Đôi mắt của người trung niên này tự hồ vĩnh viễn cũng không mở ra được, một tay chống má, đang ngủ gật trên đỉnh không có buộc tóc đạo quan, một đầu tóc dài, tùy ý vậy ở sau đầu, có chút hỗn độn, đạo bào trên người cũng giống như là lung tung khoát ở trên người. Trung niên đạo nhân này, làm cho người ta cảm giác, chính là vĩnh viễn một bộ không có tỉnh ngủ dáng vẻ, lười biếng lôi thôi, đều ở trên người hắn tìm được tương ứng bóng dáng. Trong đại sảnh hoa lâm cát, bài trí đơn sơ, cũng không hoa lệ, nhưng cũng không tầm thường, một đám thiếu niên áo trắng, liên tiếp từ bên ngoài đi vào, ở trên ngọc bích đối diện tháo ngọc bài xuống những đệ tử tháo ngọc bài xuống đều lấy thần thức đảo qua ngọc bài trên mặt hoặc vui hoặc buồn cổ phi đi tới ngọc bích trước thấy mặt trên ngọc bài vẫn còn hai ba mươi khối hắn tựa hồ là tới sớm một nhóm đệ tử kia đệ tử nhập môn không đủ mười năm đều là đệ tử đời thứ tư của thái huyền môn một trong ba đại đạo môn của đặng long đại lục thái huyền môn cũng chỉ có đệ tử đời thứ tư thế hệ trưởng môn kia đương nhiên chính là đời thứ nhất, vô luận truyền bao nhiêu vị trưởng môn, đều lấy trưởng môn tôn làm đệ nhất, sau đó từng tầng giảm dần, đến thứ tư mà dừng. Đây chính là chế độ đẳng cấp của Thái Huyền Môn. Nhìn xem hôm nay tạp vụ là cái gì? Cổ Phi vẫn là vẻ mặt bình thản, người khác khó có thể ở trên mặt của hắn phát hiện ra bất kỳ biểu tình gì. Đưa tay, trước khi đụng tới ngọc bài, bàn tay phản phất xuyên thấu một tầng màng mỏng, trong hư không trước ngọc bài nhộn nhạo nổi lên vài luồng gần sóng không dễ phát hiện. Đây là một tầng cấm chế ngăn cách thần thức, phòng ngừa những thiếu niên đệ tử này dùng thần thức dò xét nội dung trên ngọc bài, làm như vậy rất công bằng, tự như rút thăm, vô luận rút được tốt hay xấu, đều không có gì để nói. Trên mỗi một khối ngọc bài, đều có một đạo tin tức tương ứng, ngọc bài chỉ có rời khỏi mặt ngọc bích kia, đến trong tay chúng đệ tử, chúng đệ tử mới có thể dò xét được tin tức bên trong ngọc bài tháo ngọc bài xuống, thần thức đảo vào trong, một hàng chữ viết liền hiện lên trong đầu cổ phi. Cổ phi không buồn không vui, vẻ mặt lãnh đạm, ngọc bài trên biểu hiện, hắn muốn đến 50 dặm bên ngoài tiên dược cốc bên trong hái 10 gốc bách niên linh châu thảo. Kỳ hạn 10 năm sắp tới, trong cửa lại muốn mở lò luyện ngưng nguyên đang kia sao? Cổ phi lót ngọc bài trong tay, xoay người đi ra ngoài cát. Vừa đi tới cửa, lại đụng phải vương nguyên trí cùng hai gã thiếu niên cổ phi không chút để ý tới ánh mắt sắc bén đủ để giết người của vương nguyên trí, căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn vương nguyên trí một cái, liền từ bên cạnh đi tới. Vương nguyên trí tức giận, nhưng là, hắn hướng vào bên trong liếc mắt một cái cái kia đang ngủ gật áo xanh đạo sĩ, đè xuống trong ngực thẳng vọt lên đầu kia cổ lửa giận. Trong hoa lâm cát, không cho phép hắn dương oai, cho dù vương nguyên trí to gan lớn mật, hắn cũng không dám làm càng trước mặt sư thúc lôi thôi này ra khỏi hoa lâm cát đi qua con đường nhỏ tùng lâm cổ phi quẹo vào một con đường nhỏ đá vụn khác phía trước con đường nhỏ đá vụn này là một mảnh phòng xá chiếm diện tích cực lớn nơi này chính là chỗ ở của đệ tử đời thứ tư thái huyền môn chỗ ở như vậy trên núi còn có mấy chỗ đương nhiên chỗ ở của nữ đệ tử không phải ở chỗ này mà là ở phía bên kia núi chỉ thấy từng gian phòng xá vây thành hình bán nguyệt bên trong là một cái sân trong sân có một cây đại thụ mấy người ôm chặt. Cành cây lớn lá tươi tốt, thiếu chút nữa che đậy hơn phân nửa sân. Cổ Phi đi vào sân, trở lại chỗ ở của mình, đơn giản ăn một chút hoa quả trong núi, thay qua một thân quần áo, liền đi ra phòng xá. Cổ Phế Sai, như vậy vội vã chạy đi nơi nào a?" À, một tiếng trầm thấp lời nói, tại Cổ Phi bước ra khỏi phòng xá bước đầu tiên, liền truyền tới. Trong lời nói mang theo nồng đậm mùi thuốc súng, không khỏi làm Cổ Phi nhíu mày hắn ngẩng đầu hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái mi thanh mục tú, nhưng giữa lông mày lại mang theo nồng đậm sát khí thiếu niên đang tựa vào trong sân cây đại thụ kia không có hảo ý nhìn mình. Bên cạnh thiếu niên này, còn có hai gã thiếu niên áo trắng khác đang đứng. Nhưng không phải đám người Vương Nguyên Trí thì là ai? Vương Nguyên Trí, ngươi muốn thế nào? Cổ Phi thần sắc lạnh lùng, trầm giọng nói. Ta không muốn thế nào, chỉ là muốn ngọc bài trong tay ngươi nhìn một cái vương nguyên trí chậm rãi vừa nói vừa hướng cổ bay đi tới ba thiếu niên mơ hồ nhiên đối cổ phi hình thành vây kín thế đem ngăn ở hắn phòng xá trước ánh mắt khinh miệt của bọn họ khuôn mặt tươi cười khinh thường kích thích thần kinh cổ phi thật lớn trong đầu cổ phi chỉ có một chữ giận chương không ba bộc phát xung đột bạn đang nghe tại truyện chấm audio hãy nhớ tên miền ngôi nhà vàng bất diệt võ tôn chương ba bùng nổ xung đột, muốn ngọc bại trong tay ta. Cổ phi lập tức liền hiểu được ý đồ của vương nguyên trí, người này nhất định là ở hoa lâm các lĩnh được phiền toái tạp vụ, lại không dám đánh chủ ý với đệ tử khác, liền tìm được một đám đồng môn trong tu vi thấp nhất chính mình. Lúc này, vương nguyên trí cùng hai gã thiếu niên đã đi tới cổ phi trước mặt. Vương nguyên trí khinh miệt như cười như không nhìn cổ phi, trong giọng nói, mang theo cường ngạnh không thể nghi ngờ, không thể cự tuyệt. Vương Nguyên Trí một cổ tức giận xông thẳng lên trán, cho dù là một con dung bị dẫm cũng phải vặn vẹo vài cái, huống chi là người. Cổ Phi phẫn nộ đã vượt qua cực hạn nhẫn nại, nếu lui một bước không thể trời cao biển rộng, vậy thì phản kháng đi. Không thể nhìn được nữa, liền không cần nhìn nữa. Nhưng mà, đang lúc Cổ Phi sắp phát tác, Vương Nguyên Trí cũng đã động thủ trước chỉ thấy tay phải của hắn hời hợt nặng ra một ấn quyết giống như hoa sen, đồng thời trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Trấn Phong Hai thiếu niên áo trắng bên cạnh vương nguyên trí, cười hắc hắc chờ xem kịch vui. Ấn quyết vừa ra, cổ phi lập tức liền cảm thấy thân thể căng thẳng, không gian xung quanh bỗng nhiên thay đổi, tự hồ ngưng kết, toàn thân giống như chợt bị vây phong bình thường, chỉ cảm thấy bốn phía từng cổ lực lượng hướng hắn đè ép tới vương nguyên trí trên người một cổ pháp lực theo tay phải ấn quyết nhộn nhạo mà ra tác động một phương thiên địa linh khí trong phút chốc liền đem cổ phi trói buộc lên a à, một tiếng quát to gân cốt cơ bắp toàn thân cổ phi chợt căng thẳng từng đạo gân xanh hiện lên trên trán hắn lực lượng thân thể đột nhiên bộc phát chống lại lực lượng phong khốn từ bốn phương tám hướng đè ép tới cơ bắp cả người cổ phi chấn động xương cốt bắt đầu khởi động từng làn sóng huyết nhục thuần túy ẩn chứa lực lượng từ trên người hắn lộ ra xương cốt bị đè ép trăng trắc trăng trắc vang thẳng lực lượng thân thể cùng pháp lực chống lại khiến không gian trước phòng xá sinh ra từng đạo rung động mắt thường có thể thấy được mắt thấy cổ phi vẫn có thể dãy dụ dưới trấn phong của mình vương nguyên trí sắc mặt nhất thời biến đổi trong lòng âm thầm giật mình tu vi này chỉ có cổ phi tỉnh ta tam trọng thiên lại có thể lay động pháp lực trấn phong mà hắn phát động làm hắn rất kinh ngạc dù sao tu vi vương nguyên trí của hắn ước chừng cao hơn cổ phi rồng đã hai trọng thiên. Nhưng là, vương nguyên trí trên mặt vẻ kinh ngạc, chỉ là chợt lóe mà qua, hai người tu vi chênh lệch thật sự quá lớn, cổ phi tuyệt đối sẽ không là đối thủ của mình, hai trọng thiên chênh lệch, không thể vượt qua. Cổ phi tuy rằng rung động lực trấn phong, nhưng lại không thể từ trong trấn phong lao ra. Hừ. Một con mang ngưu, đây là kết cục tu luyện công pháp trác rưỡi vương nguyên trí cùng hai gã thiếu niên khác nhìn thấy bộ dáng liều mạng của cổ phi đều khinh miệt cười nhạo vương nguyên trí lại càng dương dương đắc ý tay bóp pháp quyết vây khốn cổ phi phong đồng thời hướng một thiếu niên bên cạnh ra hiệu một chút người sau lập tức hiểu ý đi tới đưa tay thăm dò vào trong lòng cổ phi ách a à. cổ phi rống giận một tiếng lửa giận ở trong ngực bốc lên liều mạng kích phát thân thể lực lượng để cho hắn hai mắt đỏ ngầu che kín đạo tơ máu Cùng cái gì cuồng? Tên thiếu niên kia cũng không có bị khí thế của cổ phi khiếp sợ, trực tiếp ở trong ngực cổ phi lấy ra khối ngọc bài trích từ trên ngọc bích hoa lâm cát. Vương Sư Huynh Tiếp lấy Thiếu niên kia xoay người ném khối ngọc bài trong suốt về phía Vương Nguyên Trí. Lúc này Vương Nguyên Trí, chính tay niết pháp quyết, lấy đạo lực tự thân tu luyện ra thúc dục đạo thuật trấn phong cổ phi, nhìn thấy ngọc bài bay tới, tự nhiên vương tay trái ra đón. Cứ như vậy, hắn ở tiếp được ngọc bài đồng thời tâm thần lại là một phần đạo pháp quy lực lập tức chính là yếu đi vương nguyên trí đột nhiên giật mình trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh bồng một tiếng vang nhẹ cổ phi liều mạng cổ động lực lượng trong cơ thể lực lượng ẩn chứa huyết nhục gân cốt như là núi lửa mãnh liệt bộc phát ra lập tức sụp đổ vương nguyên trí thêm vào trên người hắn đạo thuật trấn phong đồng thời kèm theo lửa giận hừng hực một quyền oanh kích ra ngoài hung hăng oanh ở phía trước lưng một thiếu niên đưa lưng về phía hắn phía trên, nụ cười thiếu niên kia trong nháy mắt động lại ở kia vẫn còn có chút ngây thơ trên mặt, người liền bay lên. Người Vương Nguyên Trí kinh sợ, đạo thuật bị phá, tâm thần của hắn lập tức giống như bị trọng chù y ngạn cân hung hăng oanh kích một cái, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệt, thân hình lắc lư, đúng là lui một bước. Tên thiếu niên bị đánh bay kia hung hăng nện vào sàn nhà đá xanh phía trước phòng xá bụi bám trên sàn nhà, giống như bị roi quất một cái, khuếch tán trong không khí. Động tĩnh này đột nhiên bộc phát, khiến Vương Nguyên Trí cùng một gã thiếu niên khác đều giật mình nhìn trước mắt này hai mắt đỏ ngầu đầu đầy tóc đen cuồng loạn vũ động, giống như điên cuồng củi mục. Củi mục trong miệng bọn họ, tự hồ phát uy. Cổ phi trong đôi mắt lộ ra hai đạo đáng sợ quan mang, nhìn chầm chầm bọn họ, giống như hung thú hung ác ánh mắt để cho bọn họ kinh hãi. Sợ hãi cùng kinh độ chỉ là trong phút chốc, một cái so với mình thấp tròn hai trọng thiên tu luyện phế xài vậy mà để cho mình sinh ra sợ hãi loại này không nên xuất hiện cảm xúc, điều này làm cho vương nguyên trí rất là tức giận. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Nói xong, vương nguyên trí như ti chấp hướng cổ phi vọt tới. Cổ phi rít gào một tiếng, thần sắc trong lúc đó, đúng là có chút điên cuồng, hắn trực tiếp hướng vương nguyên trí một quyền đánh ra, lực lượng cường đại khiến không khí phía trước nắm tay sinh ra chấn động kịch liệt, phát ra một tiếng phá không mãnh liệt quyền phong cường đại đè ép về phía trước thổi đến mái tóc dài của vương nguyên trí bay múa về phía sau vương nguyên trí chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt một quyền này không thể khinh thường một quyền này tuyệt đối là cổ phi bình sinh đánh ra mạnh nhất một quyền tại lửa giận thao túng dưới hắn đem thân thể tiềm tàng lực lượng kích phát ra cổ lực lượng này thậm chí vượt qua hắn hiện tại thân thể lực lượng cực hạng nhưng mà vương nguyên trí nháy mắt vọt tới trước mặt cổ phi lại đột nhiên bá một tiếng bóng người chia làm hai đây là một môn trận chiến cấp thấp đạo thuật mê tung lược ảnh cổ phi trong cơn giận dữ nhất thời cả kinh sau một khắc hắn đánh ra nắm đấm liền từ trên ngực vương nguyên trí xuyên thấu qua nắm đấm không có bất kỳ lực điểm hoàn toàn đánh vào trong không khí một trận buồn bực muốn học máu cảm giác lập tức xông lên đầu cổ phi sắc mặt trong phút chốc liền trắng đến trắng bệch tàn ảnh trong nháy mắt tiêu tán cổ phi trong lòng kêu to không tốt dưới chân vừa dùng sức lập tức liền muốn mượn về phía trước đánh ra uy mãnh quyền thế hướng phía trước vọt mạnh ra nhưng là lúc này lại có chút đã muộn vương nguyên trí cái kia âm trầm như giọt nước chảy ra khuôn mặt đã xuất hiện ở cổ phi phía sau hắn cười quỷ dị không có bất kỳ do dự nào giơ tay phải lên đạo lực ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn một cổ dao động bạo liệt lộ ra Lời nói lạnh lẽo tự thân sau truyền đến, làm cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Cổ phi chỉ cảm thấy phía trên áo ba lỗ phản phất bị một ngọn núi lớn mãnh liệt va chạm một cái giường như, cả người thân bất do chủ bay lên không trung đập ra phía trước. Lực đạo xông về phía trước, cộng thêm một kích của vương nguyên trí bá liệt kia, cổ phi nhất thời liền giống như đạn pháo bay ra ngoài, oanh, một tiếng đụng vào thân cây đại thụ ở giữa sân, sau đó bắn ngược, lăn xuống sàn nhà, miệng há ra, phun ra một ngụm bọc máu thân cây lay động một trận, mấy khối lá khô từ trên cây bay xuống. Lúc này, cái kia bị cổ phi oanh một quyền thiếu niên, đã từ trên mặt đất bò lên, khóe miệng treo một tia vết máu. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy cổ phi bị oanh bay học máu, trên mặt không khỏi hiện ra thần sắc kích động. Một thiếu niên khác nhìn thấy cổ phi học máu, cũng có vẻ có chút bất an. Chỉ có cái kia vương nguyên trí, cười lạnh đi lên phía trước đi, một cước dẫm lên cổ phi trên đầu, cúi đầu mắt lạnh nhìn cổ phi củi mục chính là củi mục, nổi giận thì có thể thế nào? Vương Sư Huynh, chúng ta đi thôi, một thiếu niên nhìn cổ phi dưới chân Vương Nguyên Trí một cái, vội la lên. Đồng môn cùng nhau luận bàn, trong môn là không cấm đấy, nhưng là, nếu như hạ độc thủ đem người đánh thành trọng thương, vậy thì phiền toái. Dù sao cổ phi phía trên, còn có sư phụ của hắn. Sư phụ của hắn tuy nói ở cùng thế hệ sư huynh đệ bên trong cũng là một cái củi mục, nhưng bối phận lại ở nơi đó, truy cứu lên, bọn họ cũng muốn xui xẻo. Vương Nguyên Trí không cho là đúng nói, sau đó một đạo thần thức thấm vào trong tay khối ngọc bài đoạt từ sư bay kia, sau một khắc, hắn liền nở nụ cười. Cạc cạc, cổ phế sai, không nghĩ tới vận khí của ngươi tốt như vậy, ân, vận khí tốt của ngươi, ta liền giúp ngươi tiêu thụ đi. Nói xong, Vương Nguyên Trí dời đi dẫm ở cổ phi trên đầu chân, đưa tay vào lòng, đem chính mình khối ngọc bài kia lấy ra, ném ở cổ phi trên người, mà nguyên bản thuộc về cổ phi khối ngọc bài kia cũng là bị hắn bỏ vào trong lòng mình vương nguyên trí khinh miệt nhìn thoáng qua cổ phi bị hắn quỳ rạp trên mặt đất sau đó xoay người rời đi tiếng cười chói tai dần dần đi xa cổ phi ghé vào dưới đại thụ thiếu chút nữa cắn nát hàm răng phẫn hận phẫn hận vô biên vương nguyên trí hôm nay chi nhục ngày khác ta tất gấp mười gấp trăm lần phụng hoàng cổ phi chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy bỗng nhiên đinh một tiếng, một khối ngọc bài từ trên người hắn rơi xuống. Là khối ngọc bài của vương nguyên trí, nhưng hiện tại, lại biến thành của ta. Tạp vụ trong ngọc bài nhất định phải hoàn thành, đây là một phần khảo hạch môn phái, không hoàn thành được, nhưng phải bị xử phạt tương ứng. Trong số đệ tử trẻ tuổi, chỉ có 10 đệ tử kiệt xuất nhất tu vi trong top 10, mới không cần làm tạp vụ trong môn. Dù sao, đệ tử như vậy, là trong môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, có thể nói là trong môn tương lai hy vọng cầm khối ngọc bài kia lên thần thức đảo qua sắc mặt cổ phi lập tức thay đổi bích thủy hàng đàm nhiệm vụ của vương nguyên trí đúng là đi bích thủy hàng đàm cách đó trăm dặm săn bắt cá chép bích lân ba đuôi vốn là nhiệm vụ của vương nguyên trí bây giờ lại biến thành của hắn đáng hận a à, cổ phi hung hăng một quyền nền xuống mặt đất bồng một tiếng nắm đấm rơi vào trong bùn đất bích thủy hàng đàm nơi đó mặc dù không phải là nơi đại hung gì, nhưng nước ở đó quanh năm rét lạnh như băng, người bình thường căn bản không dám tới gần, lại càng không cần phải nói xuống đầm bắt cá. Chương 04 Trong đầm gặp hiểm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hãy nhớ tên miền Ngôi nhà vàng bất diệt võ tôn chương 4 gặp nạn trong đầm cổ phi khoanh chân ngồi ở trong sân đại thụ dưới, không chút để ý tới từ bên cạnh đi qua cái khác bạch y đệ tử dưới ánh mắt kinh ngạc của những đệ tử này hắn vận chuyển thượng cổ luyện thể công pháp chữa trị thương thể trong quá trình cổ phi vận công thiên địa linh khí chung quanh liền dần dần hội tụ về phía hắn thấm vào trong gân cốt huyết nhục của hắn đem ứ huyết do nội thương sinh ra chậm rãi từ lỗ chân lông bức ra ngoài cơ thể tất cả đệ tử đời thứ tư của thái huyền môn cư trú trong viện này đều đối với hành vi của cổ phi thấy nhưng không thể trách trong mắt bọn họ cổ phi chính là một người cùng tu luyện thường xuyên khiến mình thương tích đầy mình. Đánh thức gân cốt là con đường nhập môn tu luyện môn công pháp thượng cổ này. Thiên địa nguyên khí chung quy là lực lượng bên ngoài, nhưng là muốn tự trong cơ thể sinh ra lực lượng thuộc về mình, lại phải dùng ngoại giới thiên địa nguyên khí đến kích thích gân cốt huyết nhục mới được. Thẳng đến lúc mặt trời lên trung thiên, cổ phi mới há mồm phun ra một ngụm máu bầm màu đen sậm, khí tức trong cơ thể mới trở nên thông thuận ra. Vương nguyên trí một chưởng kia, dùng chính là năm đinh khai sơn phương pháp mặc dù là cấp thấp đạo thuật nhưng là nếu như tu luyện đến chỗ sâu cũng có khai sơn liệt thạch đại uy lực cổ phi bị vương nguyên trí một kích kia ngủ nội chấn động lập tức liền bị nội thương trải qua vận công chữa thương thương thế của hắn cũng tốt hơn tám phần cổ phi tu luyện thường cổ luyện thể thuật lực khôi phục của thân thể rất mạnh trình độ cường hãn của thân thể so với người tu đạo bình thường ít nhất phải cường đại gấp một hai lần cổ phi từ trên mặt đất mọc lên, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời. Thời gian không còn sớm, hy vọng còn có thể kịp đi. Bích thủy hàng đàm cách đó trăm dặm, coi như không tính bắt giữ bích lân lý tiêu phí thời gian, chính là một đến một hồi lộ trình, cũng quá sức. Tỉnh ta, thoát phàm, ngự hư, bán thần, nhập thánh, năm đại cảnh giới tu luyện, tỉnh ta cảnh giới, là tu giả bước ra con đường tu luyện bước đầu tiên, là tu luyện tiềm năng thức tỉnh giai đoạn trong ngàn ngàn vạn vạn người bình thường, người chân chính có thể tu luyện, có hy vọng trở thành cường giả, cũng không phải rất nhiều, cảnh giới tỉnh ta, chính là một ngưỡng cửa, bước không qua ngưỡng cửa này, liền biểu thị không có tiền chất tu luyện, không có tư cách trở thành cường giả, vĩnh viễn đều là một người bình thường. Người tu luyện cảnh giới này, tu xem như là người tu luyện đạo Pháp, dưới tình huống bình thường đều không thể phi hành trên không trung, trừ phi lợi dụng thủ đoạn đặc biệt, ví dụ như mượn pháp khí giống cổ phi như vậy tu luyện thường cổ luyện thể thuật đi chính là lấy võ nghịch thiên con đường muốn ngự không phi hành trừ phi tu luyện tới ngự hư chi cảnh bằng không cũng chỉ có thành thật thật chạy trên mặt đất đi ra khỏi sân cổ phi liền đi xuống chân núi bích thủy hàng đàm ở giữa hai ngọn núi nhỏ cách đó trăm dặm là một chỗ kỳ dị trong dãy núi thái huyền sơn hồ nước quanh năm băng hàng thấu xương nhưng lại không đóng băng bởi vì đầm nước quá mức lạnh lẽo trong hàng đàm có thể nói là cơ bản không có cái gì trong nước sinh vật nhưng là ngay tại cái này thấu xương hàng đàm bên trong lại là sinh trưởng một loại đê dai yêu thú bích lân lý loại yêu thú này có bao nhiêu cấp thấp thấp dai đến còn không có sinh ra linh trí chỉ dựa vào bản năng tại thu nạp thiên địa linh khí đến tiến hành tu luyện đơn giản nếu như muốn nói loại yêu thú này có cái gì đặc biệt đó chính là khí lực lớn một chút sẽ miền phun thủy tiễn, có một chút lực công kích. Người của Thái Huyền Môn, bắt giữ loại yêu thú cấp thấp này, cũng không phải là lấy ra ăn, mà là vì một khỏa yêu thú đang trong bụng bích lân lý. Trải qua hơn một canh giờ trèo đèo lội suối, cổ phi xuất hiện trên vách đá bên cạnh bích thủy hàng đàm. Nhìn đầm nước phía dưới, cảm nhận được một cổ hàng khí đập vào mặt, lông mày cổ phi nhíu thành một chữ xuyên. Chỉ thấy mặt nước dưới hơn 10 mét bình tĩnh như gương màu nước trong đầm không phải màu xanh, mà là màu đen. Điều này có nghĩa là nước trong đầm rất sâu, sâu không thấy đấy. Lại nhìn bốn phía, trăm mẫu hàng đàm, yên tĩnh không dậy nổi một tia gần sóng, như một khối bích ngọc khảm ở giữa hai ngọn núi đá. Bốn phía hàng đàm, đầy nham thạch lớn nhỏ, đây là một loại nham thạch màu đen, đen kịt như mực. Trên tảng đá, không có bất kỳ thực vật xanh nào sinh trưởng, không có bất kỳ thảm thực vật nào che phủ cho đến khi cách đầm nước trăm trượng, mới xuất hiện màu xanh lá cây nên có trong núi lớn. Bích thủy hàng đàm, chỉ có thể dùng hai chữ tĩnh mịch để hình dung. Cổ phi hít sâu một hơi, ở trên nham thạch nhảy dựng lên, mà phía sau chân như một mũi tên, rơi vào trong đầm nước, trên mặt nước, không có bắn lên bất kỳ bọt nước nào, chỉ nhộn nhạo nổi lên từng vòng gần sóng. Nước đầm làm cho người ta có một loại cảm giác nặng trịch giống như thủy ngân, rất khó nhấc lên bất kỳ sóng gió nào, chính là gợn sóng khuếch tán kia cũng rất nhanh liền biến mất trên mặt nước cổ phi tuy rằng sớm có chuẩn bị nhưng trong nháy mắt nhảy vào trong đầm nước kia vẫn cảm thấy khó chịu giống như trong phút chốc bị một đoàn băng thủy vây quanh xác thực mà nói nước bích thủy hàng đàm so với băng thủy còn rét lạnh hơn vài phần chỉ cảm thấy vô số hàng khí thật nhỏ giống như là có linh tính thẳng hướng lỗ chân lông của mình chui vào cực độ rét lạnh để cho cổ phi có một loại cảm giác làn da bị xé rách vận chuyển thường cổ luyện thể pháp quyết, cổ phi toàn thân cơ bắp đều rất nhỏ run rẩy lên, sinh ra một cổ nhiệt khí, để chống lại cái kia làm người khó nhìn hàng khí. Trên thân thể mỗi một khối cơ bắp, mỗi một chỗ gân cốt, cổ phi đều có thể khống chế tự nhiên. Chỗ tốt của thân thể cường hãn, lúc này liền hiện ra trên người cổ phi. Không có bất kỳ đạo lực hộ thể, trực tiếp tiến vào bích thủy hàng đàm, ở Thái Huyền môn đời thứ tư đệ tử bên trong, cũng chỉ có cổ phi một người dám làm như vậy nếu đổi lại là bốn đời đệ tử khác, nếu như không dùng đạo lực hộ thể, chỉ sợ vừa tiến vào bích thủy hàng đàm, sẽ bị đông cứng, chìm xuống đáy đầm. Cá chép bích lân sinh trưởng trong vách động dưới bích thủy hàng đàm trăm mét, bởi vậy, dùng phương thức thả câu, không bắt được cá chép bích lân, chỉ có một đường xuống nước. Cổ phi ở lạnh như băng cực trong đầm nước rất nhanh lặn xuống, theo độ sâu gia tăng, trong nước ánh sáng cũng dần dần tối xuống. Khi vách đá đen kịt, xuất hiện từng lỗ thủng, cổ phi liền không lặn xuống nữa, nương theo ánh sáng yếu ớt, vừa vặn có thể thấy rõ trong lỗ thủng có bích lân lý hay không. Lại lặn xuống, ánh mắt sẽ mất đi tác dụng, chỉ bằng cảm giác, ở trong nước đen kịt, rất khó bắt được bích lân lý. Gần nửa canh giờ trôi qua, cổ phi tìm kiếm trên trăm cái lỗ thủng, ngay cả một mảnh vẫy cá cũng không có nhìn thấy, điều này làm cho hắn buồn bực rất nhiều, cũng không khỏi có chút buồn bực. Một chuỗi bọt khí ở cổ phi trong miệng toát ra, thân thể cường đại, đủ để cho hắn ở trong nước ngậm khí non nửa canh giờ, một hơi phun ra, liền ý nghĩa hắn muốn ra nước đổi khí. Cổ phi dùng cả tay lẫn chân chèo trong nước, bơi về phía mặt nước. Nếu ta có thể đạt tới giai đoạn dịch cân luyện thể, trăm mạch đều thông, chính là ở trong nước bế khí mấy canh giờ, cũng là chuyện bình thường. Cổ phi nghĩ thầm. Thở ra, lại lặn xuống, rồi sau đó tìm tòi, bích lân lý bình thường rất thường thấy, tự hồ biến mất cổ phi cảm thấy có chút không thích hợp khi hắn lần thứ ba ra nước đổi khí sau đó lại lặn xuống trong đầm lúc hắn tìm tòi đến một chỗ thật lớn huyệt động trước đó sở dĩ nói nó lớn là bởi vì hang động này lớn hơn nhiều so với những lỗ hổng mà bích lân lý ẩn thân trên vách đá đường kính hang động chừng hai trường cửa động hình tròn vách động là nham thạch màu đen như mực tất cả đệ tử mới nhập môn đều đã được nhắc nhở qua bích thủy hàng đàm sâu không đấy Hang động khổng lồ vách đá dưới nước lại càng không biết liên thông đến nơi nào, nhớ kỹ không thể xâm nhập. Hang động tối đen, không có nửa điểm ánh sáng, ở phía trên đầm nước lộ ra ánh sáng yếu ớt bên trong, liền giống như một cái miệng lớn, tự hồ tùy thời đều có thể đem nó chung quanh đồ vật một ngụm cắn nuốt đi vào. Cổ Phi nhìn huyệt động trước người này, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận áp lực. Hắn cẩn thận bơi qua trước huyệt động này, nhưng mà, đúng lúc này Cổ phi đột nhiên cảm thấy một dòng nước ngầm từ trong huyệt động bắt đầu khởi động mà ra, trùng kích đến thân hình hắn mất hết. Mơ hồ, chỉ thấy trong huyệt động tối đen, hai đạo quan điểm mông lung từ trong huyệt động nhanh chóng hướng cửa động di động mà đến, nhưng thấy hơn 10 con dị ngư chừng một thước dài hiện ra quan mang xanh biếc như mũi tên từ trong huyệt động lao ra, bên cạnh từ xưa phi hoảng loạn chạy trốn mà qua. Đó là những thứ này có phỉ thúy trong suốt vẫy cá dị ngư chính là cổ phi khắp tìm không thấy bích lân lý. Nhưng mà, lúc này, cổ phi lại mặc kệ hắn bích lân lý gì, nhưng thấy trong huyệt động đen kịt một cái bóng đen to như thùng nước, cấp tốc từ trong động thoát ra, nhấc lên một cổ lực nước cường đại, trùng kích ở trên người cổ phi, một cổ cảm giác áp bách vô danh xông lên đầu hắn. Yêu thú Cổ phi trong lòng đại chấn Lạnh như băng thấu xương đầm nước không có để cho hắn đông lạnh đến tóc gáy dựng thẳng, mà hiện tại, hắn toàn thân bộ lông đều trong nháy mắt nổ tung ra ngưng thần vừa nhìn kia hai khỏa ở trong huyệt động xuất hiện điểm sáng đúng là đầu kia yêu thú hai con mắt nắm tay lớn nhỏ phát ra sau kín lục quang thú mục không chút nghĩ ngợi cổ phi toàn thân cơ bắp mãnh liệt căng thẳng sau đó bạo phát tay chân cùng dùng liều mạng hướng lên trên chèo đồng cường đại cơ bắp lực lượng tác dụng ở trong nước cổ phi thân thể lập tức liền giống như mũi tên rời cung hướng về trên mặt nước phóng đi nói thì chậm mà có lúc nhanh, vèo một tiếng, một bóng đen từ trong huyệt động vọt ra, từ dưới chân cổ phi vọt tới. Bóng đen kia dài chừng 10 trượng, to như thùng nước. Khoảng cách trăm mét rất ngắn, nhưng ở trong nước, có lực cản của nước, tốc độ di chuyển của người sẽ chậm lại. Chạy vội một cái, cổ phi liền ở trong nước sông lên hai ba mươi mét. Dưới tình huống toàn lực khoa động tay chân, cổ phi chỉ cần phát ra ba lần lực lượng thân thể, liền có thể nhảy ra mặt nước, nhưng là hắn chỉ có thể bộc phát một lần, cũng chỉ có cơ hội bộc phát một lần. Toàn thân cơ bắp lần nữa co rút lại, nhưng là còn chưa kịp bộc phát, cổ phi liền cảm thấy bên hông căng thẳng, chính là bị một cái to lớn mà cứng cỏi vô cùng dây thừng gắt gao ghiềm chặt bình thường, ngực bụng một trận đau đớn, nhắm lại một hơi kia, lập tức liền phun ra, ung ụt một chuỗi bọc nước, hướng mặt nước bay lên. Chỉ trong nháy mắt, cổ phi liền bị cái kia từ trong huyệt động chạy vội ra yêu thú cuốn lấy, sau đó kéo vào trên vách đá cái kia đen kịt trong huyệt động, trong nháy mắt liền biến mất ở cái này không biết thông hướng nơi nào trong huyệt động, chỉ còn lại mấy cái bọc nước hướng về mặt nước bay lên. Chương 05 Trong động cuộc bất diệt thân thể Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hãy nhớ tên miền Ngôi nhà vàng bất diệt võ tôn chương 5 Bất diệt thể trong hang động cổ phi bị con yêu thú kia cuốn lấy, sau đó kéo vào trong huyệt động trên vách đá, khí tức nguy hiểm lớn lao, lập tức bao phủ lấy hắn. Bị yêu thú bắt được, không ngoài có hai loại kết cục, một loại, chính là bị yêu thú làm đồ ăn ăn, một loại chính là bị yêu thú đánh chết, nói tóm lại, chính là chết. Trong lòng cổ phi hoảng sợ, sống chết trước mắt, hắn liều mạng giãy dụa, cơ bắp toàn thân co rút lại bành trướng, xương cốt nhất thời phát ra tiếng răng rắc răng rắc, từng cổ đại lực bộc phát ra, muốn chống đỡ thân thể yêu thú quấn ở trên người. Thế nhưng, hắn nhất định phải thất vọng, lực lượng của con yêu thú này tựa hồ cũng không nhỏ, hơn nửa một thân lân giáp đen kịt, trong lúc bắt đầu khởi động, liền hóa đi hơn phân nửa lực lượng của cổ phi, hơn nửa tựa hồ càng siết càng chặt, cổ phi không khỏi khẩn trương. Con yêu thú loại rắn này kéo cổ phi, ở trong huyệt động cấp tốc chạy về phía trước, cổ phi gặp nguy không loạn, hắn cảm thấy thân thể của mình không ngừng hướng xuống phía dưới, lực nước áp bốn phía nhanh chóng gia tăng chung quanh cái kia băng hàng thấu xương đầm nước ở khủng bố dưới áp lực nước, một cái hướng chính mình thất khiếu bên trong chui, mặc dù cổ phi có chuẩn bị, cũng liên tiếp trót vào mấy ngụm hàng đàm chi thủy. Bích thủy hàng đàm hàng khí, cũng không phải nói đùa nước càng sâu, hàng khí càng lợi hại. Con yêu thú kia chạy vội trong huyệt động, ít nhất cũng lặn xuống hơn ngàn trượng. Cổ phi uống mấy ngụm nước vào bụng, trong ngoài hàng khí giáp công, toàn thân nhất thời liền sinh ra một trận cảm giác tê liệt, tay chân đều có chút cứng nhắc, trong ngực bụng tựa hồ kết một khối băng, cực kỳ khó chịu. Làm thế nào cho phải? Cổ phi lo lắng tới cực điểm, tiếp tục như thế, hắn tuyệt đối không có chạy trốn khả năng. Sao huyệt của con yêu thú kia tựa hồ ở sâu trong bích thủy hàng đàm, cổ phi vẫn cảm thấy thân thể mình bị con yêu thú này kéo thẳng xuống. Hang động đen kịt, tựa hồ không có điểm cuối, bóng tối vô biên cùng áp lực nước khủng bố kia, bao phủ chung quanh cổ phi, cũng không biết con yêu thú kia đem mình kéo tới địa phương sâu cỡ nào ngay khi cổ phi cảm thấy trên dưới quanh người không chỗ nào không bị cự lực đè ép gần như muốn nứt ra con yêu thú kia bỗng nhiên thay đổi phương hướng bắt đầu chạy lên trên không bao lâu sau rào một tiếng nước vang cổ phi chỉ cảm thấy trên người nhẹ nhàng trước mắt sáng ngời lập tức trong mũi liền ngửi thấy khí tức của không khí sau đó thân thể liền không tự chủ được bay lên lúc đập xuống không biết rơi vào phía trên cái gì dưới thân truyền đến tiếng cành khô đứt gãy. Một cổ nồng đậm mang theo mùi tanh hôi thối, thoáng cái chui vào trong mũi. Cổ phi đưa tay sờ xuống dưới thân, chân nhẵn, dính dính, sợi, khối, xúc tu có thể chạm tới, chính là một trận buồn nôn. Hắn nhanh chóng ngồi dậy, hướng bốn phía nhìn lướt qua, vừa vặn nhìn thấy một cái đen kịp thật lớn dị xà ẩn mất ở phía trước mấy trượng bên ngoài một chỗ đầm nước bên trong. Cổ phi trong lòng chấn động, từ khi nào bích thủy Hàng đàm xuất hiện một yêu thú loại rắn lợi hại như vậy chẳng lẽ vương nguyên trí biết con yêu thú này tồn tại thật ác độc a à, nghĩ tới đây trên mặt cổ phi nhất thời liền xông lên một cổ sát khí nhiệm vụ đến bích thủy Hàng đàm bắt bích lân lý vốn chính là vương nguyên trí rút trúng nhưng vương nguyên trí lại cướp lấy ngọc bài của cổ phi sau đó ném một khối ngọc bài bắt cá cho cổ phi nếu sự tình đúng như mình tưởng tượng vương nguyên trí tuyệt đối không thể tha thứ. Đối phó với một người muốn mình chết, biện pháp tốt nhất chính là giết chết người đó trước. Cổ phi tuy rằng xui xẻo tới cực điểm, nhưng là, may mắn chính là, đầu kia yêu thú, tự hồ không có lập tức ăn uống cần thiết, đem cổ phi bắt tới về sau, liền không biết lặn tới nơi nào đi. Cổ phi xem xét tình huống trên người một lần, phát giác toàn thân trên dưới một trận đau nhức tự hồ cũng không có bị thương gì, sau đó hắn nhìn chung quanh một chút, giật mình phát hiện, mình đang ngồi ở trên một đống xương trắng lớn nhỏ như núi nhỏ, vừa rồi mình bị con yêu thú kia quăng lên đống xương này, đè gãy không ít xương khô. Nơi này tự hồ là nơi con yêu thú kia ăn cơm. Cổ phi kinh ngạc ở trong đống xương khô này, thấy được xương sống của một con cá dài chừng một trượng máu tươi đầm đìa, bốn phía xương sống, có vảy màu xanh đậm cỡ bàn tay, rải đầy đất. Mỗi một khối lân phiến, đều có trong suốt như bích ngọc đó là cái vẫy đặc trưng của cá chép bít phô phu. Bích lân lý to lớn như vậy, thực sự hiếm thấy. Cổ phi thấy thế, âm thầm giật mình. Hắn gặp qua bích lân lý, lớn nhất cũng bất quá dài mấy thước, mà trước mắt cái này hiển nhiên là bị đầu kia yêu thú ăn chỉ còn lại có một cái xương sống bích lân lý, hình thể to lớn, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy. Khó trách bích lân lý trong bích thủy hàng đàm không thấy bóng dáng, nguyên lai like đều bị con yêu thú ẩn núp ở đáy hồ này săn mồi không nhiều lắm gần như tuyệt tích. Con yêu thú kia tựa hồ vừa mới nuốt một đầu bích lân vương, có lẽ chính là bởi vì con yêu thú này còn không có đói bụng, cho nên mới không có lúc ấy liền săn giết cổ phi. Nếu con yêu thú này săn giết cổ phi thì cổ phi lành ít dữ nhiều. Nơi này là một chỗ động quật, một chỗ to lớn động quật, rộng chừng hai ba trăm trượng, cao cũng có trăm trượng, đây là cổ phi nhìn ra khoảng cách trong loạn thạch sơn màu đen, từng cái đầm nước nhỏ chi chít như sao trên trời, ngay cả đỉnh động quật cũng có đầm nước lớn nhỏ. Nhưng không biết vì sao, những đầm nước lộ ra từng trận hàng khí thấu xương kia, dĩ nhiên không có tràn vào trong động quật này, tự hộ có lực lượng nào đó đem đầm nước ngăn cản ở bên ngoài động quật. Ngay cả nước trên đỉnh hang cũng không rơi xuống, điều này hoàn toàn trái với lẽ thường. Bốn phía động quật, mặt đất, vách động, loạn thạch, tất cả những thứ có thể nhìn thấy đều là màu đen. Kỳ quái chính là, hang động to lớn như vậy, lại có ánh sáng mờ mịt, cũng không có đưa tay không thấy năm ngón. Nguồn sáng, tự hồ bắt nguồn từ vị trí trung tâm động quật, mà nơi đó, rõ ràng nằm úp sắp một cái hài cốt đen kịch dài chừng trăm trượng như một ngọn núi nhỏ. Lúc bắt đầu, cổ phi cũng không có phát hiện đó là một cái dị thú hài cốt, dù sao, tại này hôn ám trong hang động, có thể nhìn thấy thạch thể đều là màu đen, bộ hài cốt kia cũng là đen, hai cái lẫn nhau chiếu rọi, thật đúng là không dễ phát hiện. Đó là một cái tương tự với giao long một loại dị thú hài cốt, dù sao, cũng chỉ có loại này dị thú có to lớn như thế mà lại là hình rắn hài cốt. Tương truyền mấy ngàn năm trước, trong bích thủy hàng đàm này, đã chiếm cứ một con yêu dao, sau đó bị một cường giả cái thế thân mang đại thần thông chém giết, chẳng lẽ con yêu dao kia chết ở chỗ này? Cổ phi đi về phía bộ hài cốt kia, trong lòng lại kinh nghi bất định, trong Thái Huyền môn có một truyền thuyết quan Bích Thủy Hàn Đàm, hắn hiện tại liền nhớ tới truyền thuyết kia. Đi tới gần, sau khi cổ phi vọng qua một khối đá lớn, một màn xuất hiện trước mắt cổ hắn, cũng là cả kinh toàn thân lông tơ đều nổ tung, thật lâu không thể tự khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy một cái cao lớn vĩ ngạn trung niên nam tử đứng ở phía trước một chỗ trên bệ đá, thần thái trông rất sống động, nếu như không phải trung niên nhân trên ngực một cái máu chảy đầm đìa lỗ lớn, nhìn mà giật mình cổ phi thật sự cho rằng trung niên nhân này còn sống người trung niên một đầu tóc dài đen nhánh phiêu tán ở đầu vai lông mày dài vào tóc mai một đôi mắt đen sáng vẫn lộ ra thần thái nhiếp nhân tâm phách nhìn làm người ta sợ hãi để cho cổ phi tâm thần chấn động chính là khí thế của người trung niên uy thế bá tuyệt thiên hạ oai hùng bể nghệ chúng sinh không hề nghi ngờ người trung niên này khi còn sống nhất định là nhân vật cái thế giống như ma thần nhân vật như thế sao lại xuất hiện trong động quật dưới đáy bích thủy hàng đàm dưới chân người trung niên đạp lên một bộ xương khô tàn nát một bộ xương khô đen như mực tuy rằng trải qua vô tận năm tháng bộ xương khô màu đen này vẫn lộ ra một cổ khí tức hung sát tà ác xương khô rải rác trên mặt đất đen kịt như mực mơ hồ phát ra một cổ màu sắc u ám nhìn bộ xương khô tàn nát này trong lòng cổ phi bỗng nhiên dâng lên một cổ cảm giác kinh hồn bạc vía mơ hồ hắn tựa hồ thấy được hung ma hình tướng dương nanh múa vuốt cổ phi vội vàng thu hồi ánh mắt hiển nhiên đây là một bộ ma cốt chân chính trung niên nhân đối mặt với một khối cự thạch mà đứng mặc dù biến mất cũng tự sừng sững không tới thiên cổ khí phách như cũ chấn nhân tâm hồn phía sau là cái kia vỡ nát giống như một tòa núi nhỏ giống như dị thú đầu lâu toàn bộ động quật ánh sáng đến từ cổ bất diệt thân thể kia hư ôm ở đan điền trước hai tay ở giữa từng đạo quang hoa mông lung, từ giữa hai tay như sóng nước khuếch tán ra, khiến cả động cuộc không bị bóng tối bao phủ. Tên này đã qua đời cái thế cường giả, giữa hai tay, đúng là lơ lửng một quả hai ngón tay rộng thần kỳ ngọc bội. Quang mang chính là từ khối ngọc bội kia lộ ra. Chương 06. Hắc thủy huyền xà. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hãy nhớ tên miền. Ngôi nhà vàng bất diệt võ tôn chương 6 hắc thủy huyền xà đây là một khối ngọc bội âm dương ngư hình tròn một nửa lộ ra bạch mang mông lung một nửa lại lượng lờ đạo hắc khí âm dương nhị lực ở trên ngọc bội giao cảm không thôi lộ ra một cổ cổ xưa mà vô hạn xa xưa khí tức phản phất thiên địa sơ khai thời điểm liền đã tồn tại bình thường một cổ lực lượng thần kỳ khiến khối ngọc bội âm dương ngư lơ lửng giữa hai tay người trung niên cổ phi vương tay ra đem khối ngọc bội lơ lửng giữa hai tay trung niên nhân kia nắm ở trong tay trong động cuộc nhất thời tối sầm bàn tay ngăn cách nguồn sáng, động cuộc lập tức trở nên đen kịt không thấy năm ngón tay. Thật thần kỳ. Cổ phi tháng phục, một khối ngọc bội nho nhỏ, dĩ nhiên là nguồn sáng duy nhất trong hang động lớn như vậy. Thần diệu như thế, ngọc bội này nhất định không phải phàm vật. Mở bàn tay ra, ánh sáng mờ mịt, liền từ trong tay cổ phi tràn ngập ra, hang động đen kịt lại tái sinh ra ánh sáng, xua tan bóng tối. Nhìn kỹ bên dưới, trên ngọc bội âm dương ngư, tự hồ là hồn nhiên thiên thành bình thường, cầm ở trong tay, đúng là có một cổ ấm áp chi khí, thấm vào cổ phi trong bàn tay, làm hắn hàng ý đại giảm. Trên ngọc bội âm dương ngư có một lỗ nhỏ, tự hồ nguyên lai là có dây xích các loại gì đó buộc ở trên người, sau đó đeo ở trên người. Bất quá, hiện tại chỉ còn lại có một khối ngọc bội. Cổ phi nhìn ngọc bội, suy nghĩ một chút, liền kéo xuống từng sợi tơ trên quần áo, ngưng tụ thành một sợi dây tơ cứng cỏi xuyên qua lỗ nhỏ trên ngọc bội, sau đó đem ngọc bội buộc ở trên cổ đeo ở trước ngực. Trước ngực âm dương ngư ngọc bội âm dương nhị khí giao cảm, nhộn nhạo ra một cổ khí tức ấm áp, lập tức liền đem hàng khí trên người cổ phi su tan không còn một mảnh, làm khí lực trong cơ thể hắn dần dài ra, nội thương còn chưa khỏi hẳn kia, tự hồ cũng mơ hồ có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Sau đó, cổ phi mới quan sát đến tôn bất diệt thể và bộ xương dị thú dài trăm trượng lộ ra ánh ô quan kia cường giả cái thế công lực thông thiên, dĩ nhiên đem thân thể ngưng luyện thành thân thể bất diệt, cái này cần tu vi cỡ nào mới có thể khiến thân thể bất diệt. Cường giả chính là cường giả, mặc dù đã biến mất, cũng tự bất phàm, đám thư mê còn thích xem. Trong đồng cuộc lại tồn tại một tôn bất diệt thể của cường giả cái thế, điều này làm cho cổ phi khiếp sợ rất nhiều, cũng không khỏi trái tim băng giá, dưới bích thủy hàng đàm, tự hồ ẩn giấu bí ẩn không muốn người biết. Tên tuyệt thế cao thủ này, khi còn sống tuyệt đối có thể so với tiên thần, nếu dùng cảnh giới đẳng cấp trong tu luyện giới để phân chia, cảnh giới của người trung niên này tuyệt đối ở trên nhập thánh chi cảnh. Sau khi chết vô tận năm tháng mà thân thể bất hủ, cho dù là người cảnh giới bán thần cũng không có năng lực này. Hắn phục sức kỳ cổ, hiển nhiên biến mất vô tận năm tháng, nhưng vẫn như cũ trông rất sống động, trái tim của hắn vị trí bị người đánh ra một cái lỗ lớn, máu tự hồ còn không có khô héo. Người có thể đánh chết nhân vật như thế, là tồn tại khủng bố cỡ nào? Tại sao hắn lại bị giết ở đây? Người đánh chết hắn là ai? Xương khô trên mặt đất dường như ẩn ẩn lộ ra khí tức ma khí, chỉ có xương cốt ma nhân, bởi vì được ma khí chí tà chí ác trong thiên địa nhuận dưỡng, mới có thể là màu đen. Hơn nữa, trên mặt đất bộ xương khô màu đen bị bất diệt thể dẫm ở dưới chân cùng cái kia dài trăm trượng dị thú chất xương đều đen đến tỏa sáng, bởi vậy có thể thấy được ma nhân này khi còn sống tuyệt đối là ma trong ma dị thú kia cũng là tồn tại cường đại trong ma thú chung quanh trung niên nhân rải rác mười mấy khối kim loại vỡ vụn đó không phải vật chất kim loại bình thường từ trên đó lộ ra khí tức dết chóc liền biết những thứ này nhất định là một kiện ma khí vỡ vụn ở bên chân trung niên nhân cổ phi phát hiện hai đoạn đoạn kiếm kiếm kiểu dáng kỳ cổ không phải vật đương kim nhưng vẫn hàng quang lóe ra có thể thấy được kỳ bất phàm. Đáng tiếc, đã gãy thành hai đoạn. Trung niên nhân phía trước cự thạch, ân, cổ phi mượn âm dương ngư ngọc bội thấu phát ra ánh sáng, mơ hồ nhìn thấy trên đá tựa hồ có chữ viết. Tiến lên vừa nhìn, quả nhiên, kia cứng trắng vô cùng màu đen cự thạch phía trên, thiết họa ngân câu giống như khắc một hàng chữ, mặt khác thư hữu bình thường nhìn. Những kiểu chữ này, cổ phi chưa từng thấy qua, hiển nhiên không phải kiểu chữ của thời đại này kiểu chữ cổ xưa, cứng cáp hữu lực. khi cổ phi ngưng thần quan sát trên kiểu chữ lại lộ ra một cổ tinh thần ba động như có như không. cổ phi nhất thời khiếp sợ không hiểu, vì cường giả cái thế chết đi năm tháng vô tận này một thân tu vi quả thực kinh thiên, thật sự đến mức không thể tưởng tượng nổi. chữ viết hắn lưu lại trên đá, lại còn mang theo một cổ dao động tinh thần, ngưng mà không tiêu tan cho tới bây giờ, tru vô lượng ma tôn, trạm hát thủy huyền xa cùng cái này trên chữ viết kia cổ yếu ớt tới cực điểm tinh thần ba động, làm cổ phi đọc hiểu hàng chữ này ý tứ. Chẳng lẽ chính là bộ hài cốt màu đen tàn nát mà cường giả cái thế đạp dưới chân kia hắc thủy huyền xà, hài cốt của dị thú này, dĩ nhiên là hắc thủy huyền xà lưu lại. Vô lượng ma tôn là ai, cổ phi không biết, nhưng là hắc thủy huyền xà là dạng gì tồn tại, hắn vẫn biết, chính là bởi vì biết, hắn mới cả kinh trận mắt khá hốc mồm. Hắc thủy huyền xà cự xà, thân đen, bụng trắng, mắt xanh, thân rắn thô hơn bốn trượng, dài hơn trăm trượng. Thực thần tiên dược mà không chết, thọ hơn vạn năm, sống ở đầm lầy phía Tây. Lại truyền vào trong biển. Đây là đằng long đại lục bên trong, ghi lại có liên quan hát thủy huyền xà một đoạn văn. Hát thủy huyền xà chính là mang thú khủng bố thời thượng cổ A, người này lại đánh chết trong một hang động dưới bích thủy hàng đàm, thật sự quá mức khiến người ta khó có thể tin được cổ phi nghĩ tới đầu kia đem mình bắt tới nơi này yêu thú mắt xanh đầu kia yêu thú cũng là mắt xanh chẳng lẽ cổ phi trái tim băng giá xương thú trăm trượng bị người chém thành bảy tám đoạn đầu lâu càng là hoàn toàn vỡ vụn có thể thấy được đầu này hồng hoang dị thú từng bị cỡ nào mãnh liệt công kích cổ phi bỗng nhiên phát giác trong xương thú rải rác một ít đồ vật màu trắng hắn vội vàng đi qua vừa nhìn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đó là một ít nửa đen không trắng vỏ trứng hình dạng đồ vật, thư thất trải rác ở to lớn hài cốt bên trong, những thứ khác thư hữu bình thường xem. Thảm rồi thảm rồi, cổ phi âm thầm kinh hãi ta đã nói, bích thủy hàng đàm sao có thể có yêu thú lợi hại tồn tại, tình cảm là hậu duệ của hắc thủy huyền xa này quấy phá. hắc thủy huyền xa chết đi mặc dù bị tên cường giả cái thế này chém thành bảy tám đoạn, nhưng lại để lại một quả trứng trắng, mà quả trứng trắng này trải qua năm tháng vô tận chẳng những không có đoạn tuyệt sinh cơ càng sinh ra một con ấu xà nghĩ tới đây cổ phi đầu đều lớn hát thủy huyền xà a à, mặc dù là còn không có trưởng thành ấu thể cũng không phải hắn có khả năng đối phó được nơi này tuyệt đối không phải là nơi tốt lành gì tất cả mọi thứ trong hang động này đều đã vượt qua phạm vi hắn có thể lý giải khiếp sợ rất nhiều cổ phi nhặt lên trên mặt đất cái kia hai đoạn cổ kiếm vào tay trầm trọng trên thân kiếm khắc dấu cổ xưa không hoa văn thần kiếm giám người lông tóc hàng khí bức người tuyệt không phải phàm phẩm mặc dù cổ phi không phải là một trong ba đại đạo môn quản thành tiên phái kiếm tu chi sĩ cũng biết chui cổ kiếm này tuyệt đối có thể xưng là thần binh lợi khí kiếm mặc dù gãy nhưng đối phó hắc thủy huyền xà ấu thể kia vẫn có một chút tác dụng cổ phi nghĩ thầm hiển nhiên huyền xà trăm trượng mà cường giả cái thế chém giết đã là người trưởng thành có lẽ hắn chính là dùng thanh cổ kiếm này đem chém thành bảy tám đoạn cổ phi nhìn bốn phía một chút nhìn thấy bộ xương khổng lồ của hát thủy huyền xà một đoạn xương nhỏ ở phần đuôi thăm dò vào trong một đầm nước lớn trên vách đá hang động nhìn kích thước đầm nước kia có thể tưởng tượng được hát thủy huyền Sa này nhất định là từ phương hướng kia phá vỡ nham thạch cứng rắn tiến vào trong động quật này ngay tại cổ phi trầm tư làm sao từ trong động quật này chạy ra thời điểm bỗng nhiên rầm một tiếng nước vang một cái động to nhỏ giữ tận đầu rắn, từ đống xương trắng bên trong đầm nước sông ra. Hai con mắt xanh biếc to bằng nắm tay, lóe ra hung quan khiếp người. Chương 7 Thái cực âm dương đồ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hãy nhớ tên miền Ngôi nhà vàng bất diệt võ tôn chương 7 thái cực âm dương đồ rầm tiếng nước, tác động đến thần kinh của cổ phi, hắn vội vàng ẩn thân sau tảng đá lớn sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí từ sau tảng đá lớn thò đầu ra ngoài, nhìn về phương hướng thanh âm truyền đến. Thân đen, bụng trắng, mắt xanh, con rắn đen xuất hiện từ trong đầm nước bên cạnh đống xương kia, ăn khớp cao độ với đặc thù của hát thủy huyền xà được ghi lại trong yêu thú lục. Cái kia thân thể đủ có thùng nước to lớn huyền xà ấu thể, bỗng nhiên kêu lên, bông. Trong ánh sáng lờ mờ, cổ phi thấy rõ ràng, con huyền xà kia dài chừng 12 trượng, lân giáp to bằng bàn tay trên thân trắng, giống như thần thiết màu đen, hiện ra ô quan như có như không. Văn, lầm lẫn, lầm lẫn, giả dối. Hiển nhiên, hắc thủy huyền xà này đã phát hiện con mồi của hắn không thấy, điều này làm cho nó nổi giận, thân hình to lớn ở trên mặt đất lạnh lẽo cứng rắn cuột vào, cái kia cứng rắn trình độ có thể so với tinh thiết hắc sắc nham thạch, ở kia giống như thần tiên như vậy thân thể cuột xuống, nhao nhao bạo liệt, mảnh vụn văng ra tiếng va chạm thật lớn, tiếng tảng đá lăn lộn, liên tiếp truyền đến. Bạch cốt như núi nhỏ kia, trong nháy mắt đã bị ấu thể hắc thủy huyền xà này sang bằng hoàn toàn, một cổ mùi hôi thối nồng đậm nhất thời tràn ngập trong động quật. Nham thạch màu đen cứng rắn như sắt thép đều bị hắc thủy huyền xà còn nhỏ đánh cho vỡ vụn. Con huyền xà này lực lượng to lớn, thân thể cường hãn có thể thấy được rõ ràng. Linh trí chưa sinh yêu thú, có bản năng thú tính, tại không có cảm thấy đói bụng thời điểm, liền thường thường sẽ có chứa đựng con mồi thói quen, cái này ấu thể hắc thủy huyền xà, nguyên bản cũng đã nuốt một cái thật lớn bích lân lý, bởi vậy mới khiến cổ phi tránh được một kiếp. Không tốt. Cổ phi mãnh liệt đem thân thể giấu ở cự thạch phía sau, không dám nhìn nữa. Bởi vì hắc thủy huyền xà kia tự hồ cảm giác được bên này dị thường, một đôi lộ ra làm người ta tim đập nhanh hung quang ánh mắt, bỗng nhiên hướng cổ phi bên này xem ra. Vèo. Một tiếng, một đạo hình ảnh đen tối, một mũi tên nhọn cực lớn, ở trong không khí vẽ ra một đạo thông đạo thật dài, lẻn tới trước cự thạch cổ phi ẩn thân ba trượng ngừng lại, ngẩng đầu rắn giữ tận lên, ở trong loạn thạch chiếm cứ. Hắc thủy huyền xà kia tựa hồ đang kiên kỵ cái gì, không dám tới gần. Cổ phi sau tảng đá lớn, lại cảm thấy một cổ gió tanh từ bên cạnh tảng đá lớn thổi qua, sau đó một cổ hung uy khiếp người liền bắt đầu khởi động lại đây, làm hắn kinh hồn bạc vía sát khí thảm thiết cách mình rất gần, cổ phi cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Cả người hắn cơ bắp đều căng thẳng lên, trán đổ mồ hôi, trong tay nắm chặt hai đoạn cổ kiếm. Hắc thủy huyền xà liên tục trích lên, tự hồ có chút không cam lòng, nó ở cự thạch trước chiếm cứ trong chốc lát sau, vậy mà lui ra. Cổ phi khẩn trương tới cực điểm, cảm giác được cổ khí tức nguy hiểm làm người ta tim đập nhanh kia đang từ xa, tiếng nước lại vang lên, hắc thủy huyền xà kia dĩ nhiên cứ như vậy rời khỏi động quật nó đang sợ cái gì cổ phi kinh dị không hiểu sau đó toàn thân thả lỏng đặt mông ngồi xuống đất hắn lúc này mới phát giác chính mình đúng là ra một thân mồ hôi lạnh hát thủy huyền xà cho cổ phi cảm giác áp bách thật sự quá mức cường đại hát thủy huyền xà rút đi làm hắn thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng cảm thấy ngoài ý muốn chẳng lẽ cổ phi nhìn thoáng qua bất diệt thể sừng sững trước người như một ngọn núi lớn Hắc thủy huyền xà là đang e ngại cường giả cái thế này. Tự hồ cũng chỉ có lý do này mới có thể phân tích Hắc thủy huyền xà tại sao lại rút đi. Người mặc dù chết, thân thể bất diệt, khí thế trường tồn. Uy thế của cường giả cái thế bá tuyệt thiên hạ lại có thể kinh sợ Hắc thủy huyền xà. Điều này làm cho Cổ Phi khó có thể tin được. Đương nhiên, có lẽ cùng đây là một cái ấu thể Hắc thủy huyền xà có quan hệ. Bất kể như thế nào, thân ở hiểm địa, tùy thời có nguy hiểm tánh mạng điểm này chính là cổ phi hiện tại tình cảnh trong hang động u ám lạnh lẽo này có một con yêu thú bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp đến tính mạng cổ phi ở bên cạnh nhìn trộm điều này làm cho cổ phi cảm thấy vô cùng áp lực bất cứ lúc nào có được thực lực cường đại là quan trọng nhất bị hắc thủy huyền xà từ bích thủy hàng đàm mang tới nơi này áp lực nước vô tận kia cũng gần như xé rách thân thể của hắn mà huyền xà cuốn quanh trên người hắn cũng làm cho gân cốt của hắn bị chấn động. Cộng thêm lúc trước ở trong sân, lại bị vương nguyên trí lấy đạo thuật ngũ đinh khai sơn đánh một chưởng lên lưng, bị nội thương. Lúc này cổ phi, có thể nói là thương hàng đang xen, cả người buông lỏng, thậm chí có chút cảm giác hư thoát. Hắn đem hai đoạn cổ kiếm đặt ở trên mặt đất bên cạnh, sau đó cứ như vậy ở dưới tảng đá lớn, tồn bất diệt thể kia trước đó, khoanh chân mà ngồi, vận chuyển thường cổ luyện thể pháp quyết, khôi phục khí lực. Hắc thủy huyền xà không dám tới gần trung tâm động cuộc tên trung niên cường giả đã mất đi kia, điều này làm cho cổ phi ít nhiều cũng yên tâm một chút. Công pháp vận chuyển, đang điền dần dần sinh ra một cổ hấp lực, đem thiên địa linh khí chung quanh hấp thu hội tụ mà đến, sau đó từ đang điền khuếch tán đến cơ bắp gân cốt toàn thân. Bởi vì toàn thân kinh mạch còn không có hoàn toàn đã thông, cái này làm cho thiên địa linh khí rèn luyện thân thể quá trình chậm chạp vô cùng. Ngay khi cổ phi đắm chìm trong tu luyện, ngọc bội âm dương ngư cổ trước ngực hắn bắt đầu tản mát ra linh quan nhàn nhạt, âm dương nhị khí trên ngọc bội, bắt đầu xoay tròn, một thái cực âm dương đồ hiện ra. Thái cực âm dương đồ từ trên ngọc bội âm dương ngư hiện ra một sát na kia, trong động cuộc thiên địa linh khí liền chấn động lên, sau đó cấp tốc hướng về thái cực âm dương đồ bắt đầu khởi động mà đi. Tốc độ hấp thu linh khí của cổ phi lập tức tăng lên theo cấp độ hình học, linh khí thiên địa hội tụ mà đến xuyên thấu qua âm dương nhị khí ngưng tụ mà thành thái cực âm dương đồ bị cổ phi hấp thu vào trong đan điền chỉ trong chốc lát cổ phi liền cảm thấy đan điền truyền ra cảm giác trướng đau thái cực đồ càng ngày càng rõ ràng dần dần có dấu hiệu thực chất hóa tinh khí thiên địa đến từ bốn phương tám hướng kích động như sóng dữ trong hang động dưới bích thủy hàng đàm ẩn chứa linh khí thiên địa kinh người một cái quan cầu rực rỡ chói mắt từ xưa bay đan điền chỗ xuất hiện đó là trong động cuộc các loại thiên địa tinh khí cao độ ngưng tụ kết quả tinh khí thiên địa trong động cuộc cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị thái cực âm dương đồ hội tụ lại đây sau đó trong động cuộc vô số thông đạo không biết tính cả đến nơi nào bắt đầu lộ ra từng trận linh khí dao động linh khí xuyên thấu qua mạng nước thông đạo từ bên ngoài hang động nguyên nguyên không dứt bị hấp thu vào linh khí mênh mông tràn vào trong cơ thể cổ phi năng lượng quan cầu chỗ đang điền càng thêm rực rỡ lóa mắt bắn ra linh quang chiếu toàn bộ hang động đều sáng lên. Đầm. Một tiếng nước vang lên, một bóng đen từ trong một cái đầm nước vọt ra, hung mục xanh biếc, đầu thú dữ tợn, chính là hắc thủy huyền xà còn nhỏ kia. Trong đôi mắt to lóe ra hung quang của hắc thủy huyền xà lộ ra vài phần thần sắc sợ hãi, nó như tia chớp xẹt qua khoảng cách ba bốn mươi trượng, đi tới gần. Muốn nhào lên phía trước, đem con mồi trước mắt này cắn nuốt vào trong bụng, nhưng là lại không dám, chỉ ngửa đầu hí vang, không dám tiến lên. Nhưng hát thủy huyền xà kia không hề có ý thối lui, nó lại ở ngoài bốn năm trường chiếm cứ, gắt gao nhìn chầm chầm cổ phi, khí tức hung sát dữ dội, cùng cùng phát ra. Chính là nhập định bên trong cổ phi, lúc này tự hồ cảm thấy được khác thường, mí mắt giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không có mở ra kia nhắm chặt hai mắt. Linh khí vô tận thông qua thái cực âm dương độ, tràn vào thân thể cổ phi, chẳng những tu bổ thân thể bị thương của hắn, ngay cả bình bích tu luyện đã lâu không thể đột phá của hắn vào lúc này, cũng bắt đầu chấn động. 12 kinh mạch trong cơ thể cổ phi bị thiên địa linh khí cuồn cuộn không dứt của đan điền bắt đầu khởi động liên tiếp phá tan, quả thực có thể dùng thế như chẻ tre để hình dung. Trong động cuộc kia vô số giống như bao phủ một tầng mạng nước huyệt động, không biết tính cả đến nơi nào, bị thái cực âm dương đồ hút đến thiên địa tinh khí, lại giống như không có khô kiệt thời điểm, phản phất vô cùng vô tận. Hai canh giờ sau, cổ phi nội thương hoàn toàn khỏi hẳn, trong cơ thể ứ huyết từ lỗ chân lông bước ra ngoài cơ thể, 92 mười kinh mạch toàn bộ bị đã thông, tu vi thẳng tắp bay lên. Từ tỉnh ta tam trọng thiên liên tiếp phá nhập tỉnh ta tầng thứ tư thiên, sau đó lại từ tỉnh ta tầng thứ tư thiên phá nhập tỉnh ta tầng thứ năm thiên, tăng lên thế vẫn không có định chỉ. Chương 08 Tu vi lớn tiếng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hãy nhớ tên miền Ngôi nhà vàng bất diệt võ tôn chương tám tu vi đại tiến thái cực âm dương đồ đã mở rộng đến lớn nhỏ như cối xây, hoàn toàn do âm dương nhị khí ngưng tụ mà thành, lượng lớn tinh khí thiên địa bị thái cực âm dương đồ hấp dẫn mà đến, sau đó tràn vào trong cơ thể cổ phi, hội tụ ở đan điền, lại khuếch tán đến trong 12 kinh mạch đã đã thông, từ kinh mạch, thấm vào gân cốt cơ bắp, rèn luyện thân thể. Trong lỗ thủng to như vậy, xuất hiện một kỳ cảnh, vô số kể cả những chỗ không biết trong hang động, linh khí vô tận từ bên trong bị cuồn cuộn không dứt hút vào trong hang động hình thành lớn nhỏ vô số cột linh khí như lốc xoáy hình thành linh khí trụ thiên địa tinh khí nồng độ của nó mặc dù không có đạt tới ngưng kết thành thực chất đáng sợ trình độ nhưng cũng đủ để cho mắt thường bắt được điểm điểm linh quan hiện ra đem động quật âm u lạnh như băng này phụ trợ giống như tiên cảnh hát thủy huyền xà chiếm cứ ở cổ phi mấy trượng trước tiên vọt vào trong một cái linh khí trụ lớn nhất nồng đậm nhất, từ trong miệng phun ra một hạt châu to bằng quả trứng gà hát khí lượng lờ. Đó chính là nội đang ngưng kết trong cơ thể hát thủy huyền xà ấu thể này, cũng gọi là yêu đan. Huyền xà nội đang lộ ra một tầng ô quan sâu kín, từ trong miệng chậu máu của hát thủy huyền xà bay ra nhất thời, tinh khí thiên địa xung quanh liền nhanh chóng hội tụ về phía viên yêu đan kia. Hát thủy huyền xà còn là ấu thể cứ như vậy dựa vào bản năng tu luyện lên, yêu đang phun ra nuốt vào, đúng là đem linh khí của cả linh khí trụ đều cướp đoạt đi. Hắc thủy huyền xà chính là thượng cổ mang thú, nó muốn sinh ra linh trí cũng không dễ dàng. Bình thường, giai vị càng cao, tiềm chất càng tốt yêu thú, càng là khó có thể sinh ra đủ để so sánh với nhân loại linh trí. Trời cao là công bằng, yêu thú có được cường đại thân thể, nhưng không có người giống nhau trí tuệ, nhân loại có được trí tuệ, nhưng không có cường đại thân thể yêu thú nếu muốn sinh ra linh trí, nhân loại nếu muốn tu được thông thiên bản lĩnh, nhất định phải thông qua gian khổ tu luyện. Cổ phi mở hai mắt ra, sau khi thấy rõ dị tượng do ngọc bội âm dương ngư tạo thành thì sợ ngây người, cảnh tượng chấn động khiến đại não nhất thời đoạn mạch, một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Công pháp trong cơ thể vẫn vận chuyển không ngừng, hắn không nghĩ tới một phương ngọc bội nho nhỏ, lại đem tinh khí thiên địa bốn phương tám hướng hội tụ mà đến linh khí còn đang không ngừng tràn vào cổ phi thân thể bên trong, hắn làm sao có thể buông tha như vậy một cái ngàn năm có một cơ hội đâu, hắn bắt đầu lợi dụng thiên địa tinh khí đi trùng kích kỳ kinh bát mạch. Chỉ cần trong cơ thể cổ phi kỳ kinh bát mạch một khi bị toàn bộ đã thông, hắn tu luyện thượng cổ luyện thể thuật bên trong bước thứ hai thông mạch, liền xem như hoàn thành, sau đó liền tiến vào đến bước thứ ba dịch cân, tu luyện. Linh khí quán thể mà vào, một lần lại một lần trùng kích kinh mạch trong cơ thể cổ phi, cải thiện thể chất của hắn lúc này trong cơ thể hắn đang phát sinh biến hóa rất nhỏ linh khí cò rửa một lượng nhỏ tạp chất trong cơ thể hắn liền từ lỗ lông của hắn theo mồ hôi bài xuất ra ngoài cơ thể nửa canh giờ sau cổ phi cả người chấn động kỳ kinh bát mạch trong đó một cái kinh mạch bị hắn đã thông từng đạo tinh khí chảy qua kinh mạch vừa mới đã thông làm cho cổ phi cảm giác tinh thần sản khoái giống như ăn nhân xăm quả toàn thân sản khoái đã thông kinh mạch tiêu hao tinh khí không thể nghi ngờ là lượng lớn, mà cùng người tu đạo bất đồng, người tu đạo sẽ không tiêu hao bất kỳ tinh khí nào đi rèn luyện thân thể, bởi vì tu luyện của bọn họ chú trọng vào thần, trong tinh, khí, thần, trực tiếp luyện tinh hóa khí, lấy khí dưỡng thần. Trong mắt người tu đạo, thân thể bất quá là một bộ túi da thối, cuối cùng vẫn phải bỏ đi. Vì thế liền có nguyên thần xuất khiếu, Bạch Nhật phi thăng thuyết pháp, mà cổ phi luyện thể quá trình là một cái không ngừng thay đổi thể chất không rời bản thể để thân thể không ngừng lột xác từ đó phóng thích thân thể tiềm năng quá trình tiềm lực của thân thể con người là vô hạn võ đạo tu luyện đến cực hạn cho dù là không biết bất kỳ thần thông nào cũng sẽ diễn sinh ra thần thông thuộc về võ đạo không cố ý đi tu luyện thần thông lại có thể thần thông tự sinh âm dương ngư ngọc bội hội tụ mà đến vô tận thiên địa tinh khí rốt cục lệnh cổ phi lại làm đột phá bốn năm canh giờ sau hắn cuối cùng đánh vỡ thông mạch hàng rào hoàn toàn đã thông kỳ kinh bát mạch bước vào dịch cân lĩnh vực cổ phi đã trải qua một phen quá trình tẩy tuổi thay đổi thể chất thật lớn một thân tu vi dĩ nhiên từ trước kia tỉnh ta tầng thứ ba một con tăng vọt tới tầng thứ sáu thiên tại dần dần đình chỉ trong nháy mắt đột phá đến tầng thứ sáu tỉnh ta cũng chính là lúc cổ phi bách mạch cụ thông cơ bắp gân cốt toàn thân chấn động một tia tinh khí ngũ sắc cơ hồ không cảm giác được từ trong huyết nhục toàn thân hắn sinh ra, sau đó hội tụ ở trong kinh mạch. Đây là Cổ phi cảm thấy khác thường trong cơ thể, không khỏi vui mừng quá đổi, ngũ hành tinh khí, ta lại tu luyện ra ngũ hành tinh khí. Nhất cử đã thông toàn thân kinh mạch, khiến thân thể sinh ra ngũ hành tinh khí, cổ phi rốt cục ở trên tu luyện, bước ra một bước máu chốt. Tinh khí ngũ hành trong cơ thể cổ phi tuy rằng nhỏ yếu, nhưng cực kỳ tinh thuần, diễn sinh từ trong máu thịt, sau đó hội tụ ở kinh mạch, lại bắt đầu khởi động hướng đan điền, cuối cùng ở đan điền hình thành một đoàn nhỏ, ước chừng chỉ có một khối tinh khí ngũ sắc to bằng ngón cái. Đây là tự thân sinh ra lực lượng, không phải từ ngoại giới thiên địa linh khí luyện hóa mà đến. ở ngoại giới vô tận nguyên khí cọ rửa nhuận dưỡng dưới, từ trong máu thịt luyện hóa ra ngũ hành tinh khí. đây có thể nói là cổ phi trong thân thể bổ nguyên lực lượng. bản nguyên lực lượng là diễn sinh võ đạo thần thông cơ sở ngũ hành tinh khí chậm rãi xoay tròn trong đan điền cổ phi, khuếch tán ra trận trận linh năng ba động, vận chuyển công pháp thượng cổ, dần dần trở nên bình tĩnh. Chất bẩn vốn dính vào thân thể cổ phi bị linh khí không ngừng kích động cọ rửa, quần áo cũng hóa thành tro bụi, khí lực cường hoành lộ ra mơ hồ có bảo quan hiện ra. Thái cực âm dương độ to bằng cái cối xây trên người cổ phi kia, cũng dần dần đình chỉ xoay tròn, âm dương nhị khí một lần nữa biến mất trong ngọc bội âm dương ngư. Đúng lúc này, Cổ Phi bỗng nhiên phát giác trước ngực âm dương ngư ngọc bội nóng lên, sau đó một màn làm hắn trợn mắt há hốc mồm sự tình xuất hiện ở trước mắt của hắn. Khối ngọc bội âm dương ngư kia, dĩ nhiên từ cổ phi ngực chậm rãi dung nhập vào trong da, cuối cùng, cổ phi ngực trên da, nhiều ra một cái nhàn nhạt thái cực âm dương độ độ án. Cổ Phi bối rối, khối ngọc bội thần kỳ này, vậy mà tiến vào trong cơ thể của hắn, chẳng lẽ ngọc bội còn có linh tính, thành tinh cổ phi đưa tay sờ sờ thái cực âm dương đồ trên ngực, xúc tu tự hồ có chút ấm áp, ngón tay đụng vào, tự hồ không có sợ đến phía dưới da có bất kỳ vật cứng nào. Âm dương ngư ngọc bội, tự hồ biến mất, hóa thành một cái thái cực âm dương đồ, khắc ở cổ phi trên ngực. Không nghĩ ra vì sao lại phát sinh loại chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi này, cổ phi liền không thèm nghĩ tới, bởi vì nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra một nguyên nhân. Cổ phi không phải một cái để tâm vào chuyện vụn vặt người, tu vi đại trướng hắn rất muốn thử một lần chính mình hiện tại thực lực vì vậy ánh mắt của hắn liền rơi vào cái kia hát thủy huyền xà trên người ngọc bội âm dương ngư cổ dung nhập vào trong cơ thể cổ phi ngọc bội làm nguồn sáng động cuộc biến mất động cuộc sẽ rơi vào trong bóng tối thế nhưng thái cực âm dương đồ hội tụ mà đến một lượng lớn tinh khí thiên địa còn không có tản đi linh khí trụ đã tiêu tán nhưng điểm sáng nhiều điểm linh khí ngưng tụ mà thành lại giống đom đóm ở trong động cuộc bay múa. Với thị lực của cổ phi, tiếp theo là ánh sáng linh năng còn chưa tiêu tán, hắn liền có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi thứ trong động quật. Chỉ thấy bên trong một đầm nước lớn dưới vách động cách đó 50 trượng, một con rắn đen khổng lồ, thân thể nửa nhô ra khỏi mặt nước, cái miệng to như chậu máu ngửa lên trời, trong miệng rắn đang phun ra nuốt vào một quả trứng gà bên ngoài lượng lờ đạo hắc khí yêu đan. Hắc thủy huyền xà lộ ra mặt nước thân thể cũng chừng dài hai ba trượng, kích đấu to nhỏ đầu rắn, dữ tận đáng sợ, bồn máu trong miệng lớn, che kín dày đặt gai góc trăng lợi, có thể tưởng tượng được, bị nó cắn lúc, sẽ là một cái dạng gì đáng sợ cảnh tượng. Theo tần suất phun ra nuốt vào của yêu đan trong miệng rắn, ánh sáng linh năng trong động cuộc nhanh chóng hội tụ về phía yêu đan kia, đi vào trong yêu đan hiện ra ô quan. Yêu lực thật mạnh. Yêu đan mênh mông phóng ra một cổ yêu lực khổng lồ, làm cổ phi tu vi đại tiến cũng liếu lưỡi không thôi tỉnh ta chi cảnh lục trọng thiên thực lực, chống lại hắc thủy huyền xa này, tự hồ vẫn là có chút huyền A. Chương 09 Thường cổ chiến kỹ trảm huyền xa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hãy nhớ tên miền Ngôi nhà vàng bất diệt võ tôn chương 9 Thường cổ chiến kỹ trảm huyền xà cổ phi hai tay cầm thanh cổ kiếm gãy thành hai đoạn kia, tại lóe ra điểm điểm linh năng chi quan trong động quật, hướng về ngoài 50 trường hắc thủy huyền xà ẩn núp đi qua linh khí dày đặc ngưng tụ thành điểm sáng linh năng, như là vô số tinh tú, không ngừng lóe ra tiêu diệt, để cho cả hang động tràn ngập sắc thái kỳ huyển. Trong vần sáng mê ly, một con rắn khổng lồ màu đen đang phun ra nuốt vào trong một đầm nước đường kính năm sáu trượng, ánh sáng mờ mịt, hội tụ về phía đầu rắn giữ tận kia. Cổ phi tay phải nắm chính là mang theo chui kiếm kia đoạn đoạn kiếm, này đoạn đoạn kiếm, so với tay trái cầm một đoạn khác đoạn kiếm, cũng là dài hơn một chút, sử dụng cũng tương đối thuận tay cổ phi trần truồng, một thân y phục đã hóa thành cho bụi trong tu luyện vừa rồi. Trên người mặc dù không có quần áo, nhưng cổ phi cũng không cảm thấy một tia hàng ý, mặc dù trong động quật dưới bích thủy hàng đàm, rét lạnh tự như băng quật. Tu vi tăng nhiều cổ phi, đã không sợ giá lạnh, hắn thời khắc nhìn chầm chầm phía trước đang phun ra nuốt vào yêu đan, hấp thu thiên địa tinh khí hắc thủy huyền xà, khẩn trương mà cẩn thận từng ly từng tí hướng hắn di động qua. Tu vi tăng lên, Khiến Cổ Phi có thể cảm giác được Hắc Thủy Huyền Xà còn non nớt này cường đại, mặc dù là ấu thể, Hắc Thủy Huyền Xà trên người lộ ra áp bách khí tức, cũng làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Hắn phản phất có thể nghe được chính mình tâm can thình thịch nhảy, hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này lợi hại hung tàn hung thú, lòng bàn tay hắn đều đổ mồ hôi. Yêu thú, sở dĩ phía sau còn muốn thêm một chữ thú, là bởi vì nó còn không phải yêu yêu bình thường chỉ chính là dị loại đã sinh ra linh trí trí tuệ không kém so với nhân loại khi yêu tính của yêu thú lớn hơn thú tính nó không còn là thú nữa mà là yêu thú linh trí chưa khai bởi vậy yêu thú đều là nhược trí toàn bộ dựa vào bản năng mà hành động mà người chính là vạn vật chi linh có được trí tuệ bởi vậy mặc dù không năng lực địch yêu thú cường đại cũng có thể dùng trí cổ phi muốn thừa dịp hắc thủy huyền xà đang tu luyện đột nhiên làm khó dễ. Nhưng mà, tính toán của hắn nhất định đánh không vang, bởi vì, ngay tại cổ phi từ phía sau hắc thủy huyền xà, lặng lẽ không một tiếng động sờ đến khoảng cách 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 hắc thủy huyền xà không tới năm trượng, con hắc thủy huyền xà kia bỗng nhiên đem yêu đang đang phun ra nuốt vào trong miệng. Một tiếng tê minh, động đấu to nhỏ đầu rắn, mãnh liệt xoay lại, hai cái lóe ra lục mang hung mục, lập tức liền chăm chú vào cổ phi trên người một người một trắng, mắt to trừng mắt nhỏ đình trệ trong nháy mắt, rầm, một tiếng, hát thủy huyền xa liền từ trong đầm nước lao ra, bắn lên bọc nước đầy trời. Cổ phi chỉ cảm thấy một luồng gió tanh đập vào mặt, hắn không chút nghĩ ngợi, liền lăn sang một bên. Cử xà vọt thẳng tới, mở ra miệng lớn, một cổ hắc khí từ hắc thủy huyền xà trong miệng phun ra, lập tức liền bao phủ cổ phi vừa mới đứng thẳng vị trí. Vô thanh vô tức, tự như băng tuyết hòa tan, chỗ bị luồng khí đen kia phun ra, vô luận là hắc nham thạch kiên cố kia, hay là mặt đất màu đen kia, đều trong nháy mắt lún xuống, trên mặt đất lặng lẽ hiện ra một cái hố to rộng chừng hai trượng. Cổ phi lập tức lăn ra ngoài ba trượng, có thể tránh được hắc khí phun tập kích, quay đầu lại nhìn thấy một màn như vậy, một cổ hàng khí từ đáy lòng hắn bay thẳng lên trên, lông tơ cả người đều dựng thẳng lên. Vừa rồi nếu bị hắc khí kia phun trúng, không cho cổ phi ngẫm nghĩ, kịch liệt tiếng xé gió hòa khí bạo thanh trong phút chốc truyền vào cổ phi trong lỗ tai, hôn ám ánh sáng thấp thoáng dưới, một đạo to lớn bóng đen, chặn ngang hướng cổ phi điên cuồng rút tới. Cổ phi từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hắc thủy huyền xà cái kia thùng nước thô to thân thể, từ lòng bàn chân hắn đảo qua, không có rút trúng cổ phi, cũng là đem bên cạnh mấy khối nham thạch rút lên giữa không trung, xa xa đập ra ngoài. Cổ phi nhảy lên đồng thời, cổ lay động trong cơ thể tân sinh ngũ hành tinh khí hướng phía trên tay phải nắm chui kia đoạn kiếm vọt tới, sau đó huy động đoạn kiếm, xuống phía dưới mảnh liệt chém. Trong nháy mắt ngũ hành tinh khí rót vào, đoạn kiếm kiếm thân lập tức bao phủ một tầng hào quang ngũ sắc nhàn nhạt như có như không, suy một tiếng khẽ vang, liền nghe được hắc thủy huyền xà kia điên cuồng gào thét một tiếng, một cổ mùi máu tanh tanh tưởi, lập tức tràn vào trong mũi cổ phi. Quả nhiên là thần binh lợi khí, vậy mà dễ dàng phá vỡ lân giáp vô cùng cứng rắn của hắc thủy huyền xa. Cổ phi vui vẻ, nhưng lập tức sắc mặt đại biến. Ngay tại hắn chém trúng hắc thủy huyền xà về sau, thân thể đang ở hạ xuống thời điểm, một cái dữ tận cực lớn đầu rắn liền giống như một viên đạn pháo, hướng hắn điên cuồng va chạm tới. Người ở trên không trung, không thể nào mượn lực, cổ phi không khỏi trong lòng khẩn trương, vội vàng đem tay trái nắm nửa trước cổ kiếm, hướng về phía va chạm tới cự xa đập ra chỉ thấy hàng quan chật lóe, bá, một tiếng, đoạn kiếm kia, đúng là ở trên cổ hắc thủy huyền xà bảy tất dựa vào một chút, vẽ ra một lỗ hổng dài nửa thước, máu trắng bắn tung tóe. Cổ phi không đi ra tay trái nhanh ấn ra phía trước, mông lung hào quang lượng lờ trong lòng bàn tay hắn. Âm. Một tiếng vang thật lớn, chấn động động quật, cổ phi chỉ cảm thấy một cổ cự lực từ tay trái truyền đến, cả cánh tay trái nhất thời liền một trận tê dại, đồng thời, cả người bị cự lực trùng kích ném về phía sau. Bông Lưng nặng nề đập vào vách động, khiến hòn đá thưa thớt rơi xuống. Cổ phi một gối quỳ xuống đất, một đôi mắt như hai khỏa hàng tinh nhìn chầm chầm phía trước cái kia đang lắc lư đầu cự xa, có thể thấy được, vừa rồi một kích, cũng làm cái kia cự xa trong lúc nhất thời đầu óc choáng váng, tìm không ra bắt. Cà ca. Mang thú thượng cổ chính là mang thú thượng cổ, cho dù là ấu thể, cũng vô cùng lợi hại cổ phi tiện tay lau đi vết máu tràn ra từ khóe miệng, đứng lên. Tu luyện thượng cổ luyện thể thuật hắn, đã thông toàn thân kinh mạch về sau, thân thể cường độ cùng tốc độ di động, đều đạt được cực lớn tăng lên. Cổ phi tuy rằng chỉ có tỉnh ta lục trọng thiên tu vi, nhưng là hắn quanh năm suốt tháng đánh thức khí lực dĩ nhiên rất cường hãn, tu vi đại tiến về sau, chỉ sợ bình thường đao kiếm đều khó có thể thương hắn mảy may. Lúc này, cái kia hắc thủy huyền xà lắc lắc cái kia giữ tận đầu, một đôi xanh biết hung mục, lộ ra vô tận hung quang, hung hăng nhìn chầm chầm cổ phi. Cổ phi hừ lạnh một tiếng, cầm đoạn kiếm trong tay, hai chân chống mạnh trên tảng đá lạnh như băng, người như một mũi tên nhọn vọt về phía hắc thủy huyền xà. Hắc thủy huyền xà kia hiển nhiên giận dữ, đầu ngửa về phía sau, một cổ năng lượng kỳ dị dao động từ trong miệng cự xà lộ ra, sau đó, hắc mang đại thịnh. Văn, lầm lẫn, lầm lẫn, giả dối. Lại tới một chiêu này. Cổ Phi kiến thức qua hắc khí lợi hại về sau, hắn biết, chỉ cần đụng tới một tia hắc khí, mạng nhỏ của hắn liền sẽ bị kết thúc. Cổ Phi đối với hắc thủy huyền xà loại này miệng phun hắc khí thần thông, phi thường giật mình, cao thủ bình thường khẳng định không cách nào tiếp được công kích như vậy. Con yêu thú thượng cổ này có thần thông bất phàm. Nhất là hắc thủy huyền xà trước mắt này mới nhỏ như vậy, phun ra khí thể màu đen liền có thể ăn mòn hết thảy nếu như sau khi trưởng thành thành thuộc thể thật rất khó tưởng tượng sẽ mạnh bao nhiêu, thực không hổ là lúc thượng cổ, cũng là mang thú nổi danh. Thượng cổ chiến kỹ, chân đạp bát hoang. Cổ phi khẽ quát một tiếng, tại thân thể sắp bị hắc khí bao phủ ở kia một sát na, phóng lên trời, tại trong hư không một bước bước ra, lại trong sát na liền xuất hiện ở hắc thủy huyền xà cái kia khỏa cực lớn đầu phía sau. Hắc khí cùng cùng mãnh liệt đang tàn sát bừa bãi, Lực lượng khủng bố ẩn chứa tính ăn mòn lớn khiến tảng đá lớn trong nháy mắt bị phá hủy, thậm chí có thể nói là bị bốc hơi, ngay cả bụi bặm cũng không lưu lại. Sau đó, một đạo kiếm quan ngũ sắc mênh mông chật nhảy lên, ở trên cổ hắc thủy huyền xà cứ như vậy vòng một vòng, vì thế, một cái đầu rắn to bằng cái đấu liền rơi xuống. Chương 10 Gấp 10 tu luyện tốc độ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hãy nhớ tên miền Ngôi nhà vàng bất diệt võ tôn chương 10 Gấp 10 lần tốc độ tu luyện cổ phi đem hát thủy huyền xà đại tháo tám khối về sau, từ trong bụng rắn, đào ra một viên trứng gà to bằng hạt châu màu đen, hạt châu này, chính là hát thủy huyền xà yêu đan. Viên yêu đan này đen nhánh tỏa sáng, bên trong bắt đầu khởi động một cổ yêu lực khổng lồ, cổ yêu lực này làm cổ phi trong lòng run sợ, giống như trong tay nâng một viên thiên cương thần lôi châu tùy thời đều có thể nổ tung. Bởi vì, cổ phi ở trên viên yêu đan này cảm giác được hắc thủy huyền xà phun ra khí tức kinh khủng có thể ăn mòn hết thảy hắc khí viên yêu đan này nếu bộc phát ra uy lực tuyệt đối không yếu hơn thiên cương thần lôi châu thậm chí có thể lợi hại hơn thiên cương thần lôi châu vài phần vật này chính là bảo bối cổ phi nhìn trong tay viên kia lộ ra ảm đạm ô quan yêu đan nở nụ cười có viên này yêu đan hắn tương đương có một lần bảo mệnh cơ hội nếu xem ai không vừa mắt đem yêu lực ẩn chứa trong viên yêu đan này kích phát ra, sau đó ném ra ngoài, hắc hắc, chỉ sợ người nọ sẽ tan thành mây khói. Hắc thủy huyền xà còn ở vào thời thơ ấu này, chết tựa hồ có chút quan uổng, đây cũng là vận khí của cổ phi. Lại để cho hắn ở trong hang động này gặp được một khối bất diệt thể, trong tay bất diệt thể lại vừa vặn có một khối ngọc bội âm dương ngư, khối ngọc bội âm dương ngư này lại vừa vặn có năng lực hội tụ tinh khí thiên địa. Vì vậy, cổ phi liền đột phá, tại thời điểm mấu chốt này, tại âm dương ngư ngọc bội trợ giúp dưới đột phá. Bách mạch cụ thông, ngũ khí diễn sinh, khiến cổ phi có thể thi triển một ít chiến kỹ thường cổ đơn giản. Bất quá, mặc dù là đơn giản nhất thượng cổ chiến kỹ, cổ phi thi triển ra bất quá là một ít gia lông. Nếu như có thể chân chính phát huy ra thượng cổ chiến kỹ uy lực, chính là trưởng thành hắc thủy huyền xà, cũng tuyệt đối có thể một bước liền đạp nát đầu, mà không phải bây giờ chỉ có thể đưa đến gia tăng tốc độ tác dụng. Chân đạp bác hoang chiến kỹ, ẩn chứa võ chi áo nghĩa không phải chuyện đùa, nếu như cổ phi có đầy đủ thực lực, có lẽ thật sự có thể phát huy ra một cước đạp nát hồng hoang đại địa đáng sợ uy lực. Cổ phi đứng ở hắc thủy huyền xà thi thể bên cạnh, tay phải nắm một thanh không có dính vào bất kỳ vết máu đoạn kiếm, tay trái nâng hắc thủy huyền xà kia khỏa yêu đan, thì thào tự nói. Thượng cổ chiến kỹ bộ pháp bất quá làm tốc độ di động của hắn tăng nhiều, võ chi áo nghĩa chân chính lại là một chút cũng không phát huy được, Bất quá, cộng thêm nửa đoạn cổ kiếm trong tay, lại làm cho hắn dết đầu hát thủy huyền xà hung ác này. Nếu muốn chân chính phát huy ra thượng cổ chiến kỹ khủng bố uy lực, liền muốn phá nhập thoát phàm chi cảnh, khiến thân thể sinh ra lột xác, kích phát ra càng thêm cường đại thân thể tiềm năng. Bất quá, trong thái huyền môn, từ sư phi nhất mạch này một cái tổ sư đạt được này môn thượng cổ luyện thể bí quyển bắt đầu, liền không ai có thể chân chính lấy luyện thể thuật đột phá tự thân gông cùng xiền xích phá nhập thoát phạm chi cảnh. Các sư tổ của cổ phi, khi đại hạn đến, vị tổ sư kiệt xuất nhất nào, cũng chỉ là đem thượng cổ luyện thể thuật, tu luyện tới cảnh giới cửu trọng thiên tỉnh ta, không cách nào tiến thêm một bước. Trong thiên hạ hệ thống tu luyện sang sát, trong các đại môn phái, loại pháp quyết nhập môn tu luyện tỉnh ta chi cảnh này lại càng nhiều như Long Châu, đạo môn đại tông phái như Thái Huyền Môn, pháp quyết tu luyện tỉnh ta chi cảnh, bất quá là công pháp cơ bản mà mỗi người trong môn đều có thể tu luyện. Ngay cả điển tịch tu luyện thoát phạm cảnh giới cũng không ít. Tục truyền, Thái huyền môn trấn sơn bí điển, Thái huyền chân giải càng có thể làm cho người ta tu luyện tới bán thần chi cảnh đạo môn vô thượng điển tịch. Kể từ đó, cổ phi nhất mạch tu luyện pháp quyết thượng cổ luyện thể thuật, liền thành vứt bỏ đáng tiếc ăn vào vô vị gân gà công pháp. Dân già, liền bị người trong môn, xưng là rác rưởi công pháp môn thường cổ luyện thể thuật này, thật sự là trác rưỡi công pháp. Không ai biết. Cổ phi giết hát thủy huyền xà về sau, cũng không nóng lòng đi ra ngoài, bởi vì, hắn muốn khôi phục công lực, tại đỉnh phong trạng thái dưới, thăm dò đi ra ngoài đường. Cổ phi uống mấy ngụm máu rắn, đây chính là vật đại bổ, ăn sống một khối thịt trắng, sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm mắt vận công. Nói thật, này hát thủy huyền xà thịt, còn không phải bình thường khó ăn, liền giống như nhai ăn khối gỗ bình thường, hơn nữa thịt trắng còn mang theo một cổ nồng đậm mùi tanh hôi, nếu không là mấy canh giờ không có ăn qua đồ vật, cổ phi thật đúng là không muốn ăn như vậy khó ăn đồ vật. Chỉ là nhập định không đến nửa ngày, trong động cuộc thiên địa tinh khí, liền giống như thủy triều bình thường hướng cổ phi hội tụ lại đây. Từng chút hào quang lượng lờ bên ngoài cơ thể hắn. Ngọc bội âm dương ngư trước ngực hóa thành thái cực âm dương đồ, chậm rãi sáng lên, từng đạo âm dương chi lực bắt đầu từ trên bản đồ lộ ra. Thái cực âm dương đồ trên da ngực Cổ Phi phản phất như sống lại, âm dương nhị khí vọc ra, sau đó ở đỉnh đầu Cổ Phi hình thành một cái thái cực âm dương đồ lớn nhỏ. Thái cực đồ vừa ra, linh khí bốn phương tám hướng liền kịch liệt hướng thái cực đồ hội tụ mà đến, sau đó thông qua thái cực đồ tràn vào trong cơ thể Cổ Phi. Rất nhanh, Cổ Phi liền cảm thấy được trong cơ thể cùng với ngoài cơ thể khác thường, hắn phát giác Bình thường chính là ngồi khô năm canh giờ cũng không thể hội tụ thiên địa tinh khí, dĩ nhiên tại không đến nửa canh giờ liền đã đạt tới loại trình độ này. Nói cách khác, dưới sự phụ trợ của thái cực đồ, tốc độ tu luyện của Cổ Phi nhanh hơn bình thường không chỉ gấp 10 lần. Gấp 10 lần a, à, Cổ Phi nghĩ một chút cũng run rẩy. Cổ Phi vận chuyển luyện khí pháp quyết, hấp thu thiên địa tinh khí, mông lung hào quang bao phủ chung quanh hắn. Dần dần hắn đang điền bên trong cái kia một cổ nhỏ ngũ hành tinh khí bắt đầu hình thành một cái phễu như vòng xoáy nho nhỏ thiên địa tinh khí hướng trong vòng xoáy hội tụ bị luyện hóa dung nhập vào trong cơ thể hắn bổn nguyên lực lượng ngũ hành tinh khí ở trong ngũ hành tinh khí ở thông thả mà không thể nghịch chuyển trưởng thành lấy lực lượng bản nguyên làm dẫn đem thiên địa linh khí luyện hóa thành thân thể bản nguyên ngũ hành tinh khí là một quá trình phi thường chậm chạp một vạn thiên địa nguyên khí cũng không đủ để rèn luyện ra một phần ngũ hành bản nguyên tinh khí, cổ phi trong cơ thể ngũ hành tinh khí, tăng trưởng chậm chạp trình độ, có thể thấy được rõ ràng. Nhưng là, hắn có gấp 10 lần tốc độ tu luyện, bởi vậy, ngũ hành bản nguyên tinh khí tăng trưởng tốc độ liền nhanh gấp 10 lần. Tinh khí ngũ hành sinh ra trong đan điền, dọc theo kinh mạch, khuếch tán đến trong huyết nhục gân cốt, khiến thân thể chậm rãi phát sinh lột xác. Thường cổ luyện thể thuật, Lấy thân thể huyết nhục tự sinh một tia ngũ hành tinh khí làm dẫn, để đang điền hình thành hấp thu thiên địa tinh khí vòng xoáy, từ đó luyện hóa thiên địa tinh khí hóa thành tự thân bổ nguyên lực lượng đến lớn mạnh tự thân. Thái cực đồ ở cổ phi đầu định chậm rãi xoay tròn, trong động cuộc không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Theo thời gian biến mất, linh khí quanh người cổ phi càng ngày càng nồng đậm, mắt thường có thể thấy được đạo đạo linh quang nhập vào trong cơ thể của hắn. Một cổ lực lượng mờ mịt dao động từ sư bay trong cơ thể lộ ra, tỉnh ta lục trọng thiên cảnh giới, triệt để cố định. Ngũ hành tinh khí bắt đầu rèn luyện gân cốt. Thân thể cổ phi, bao phủ lên một tầng hào quang ngũ sắc nhàn nhạt, hắn đang chế tạo một bộ cương cân thiết cốt. Giống như là người tu đạo tu luyện pháp bảo bình thường, chỗ bất đồng chính là, người tu đạo là đem vật ngoài thân tu luyện thành uy lực cực lớn pháp bảo nhưng cổ phi lại tu luyện thân thể bản thân thành một bảo thể có thể so với pháp bảo thân thể con người chính là một cái bảo khố luyện thể thuật tu luyện đến chỗ sâu mở ra thân thể lực lượng liền càng lớn mặc dù cứng rắn lay động người tu đạo pháp bảo cũng không phải một chuyện không có khả năng